Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 9. Về phần bà con, nếu cháu có thể để cho mỗi gia đình bọn họ ở trong tòa nhà nhỏ, bọn họ ước mong lắm đây, hầu hết mọi người đều ở trong căn nhà cũ nát rách nát, ai mà không muốn ở nhà mới chứ. Mặt khác, nếu kế hoạch cải tạo này của cháu chính thức thực hiện, đoán chừng cần rất nhiều tiền, chú Lưu hỏi cháu một câu, cháu có nhiều tiền như vậy không? Nếu thực sự có thể làm việc này, chú sẽ tự mình chạy đến các huyện trong xã, tranh thủ sự hỗ trợ một ít của chính phủ. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, anh không hề lo lắng chuyện tiền bạc, trong thẻ đang còn 300-400 vạn, mỗi tuần anh vẫn có thể được chia lợi nhuận từ phần đan chú Nhan Đan ở nhà họ Liễu. Hiện giờ, Liễu Sơn Hải đều là dùng phương thức bán đấu giá để bán hàng đan chú Nhan, một lần ít nhất có thể chia cho anh không ít hơn 100 vạn, nếu tiền không đủ, cùng lắm thì anh luyện chế thêm vài phần đan chú Nhan rồi tìm Liễu Sơn Hải tạm ứng trước là được, anh tin tưởng dựa vào chút mặt mũi này, Liễu Sơn Hải vẫn có thể cho anh. Hơn nữa, sản phẩm của công ty Vân Kỳ lập tức ra thị trường, Dương Bách Xuyên rất có lòng tin với rượu Cố Nguyên, kiếm tiền là chuyện không thành vấn đề. Sau khi anh vỗ ngực bảo đảm với Lưu Trấn Quốc, Lưu Trấn Quốc cũng kiên định nói, được, ngày mai chú sẽ đến xã thay cháu xin kế hoạch ký hợp đồng làm thôn kiến trúc này. Sau khi mọi việc được Lưu Trấn Quốc thông qua, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng yên tâm, tạm biệt nhà họ Lưu và rời đi. Sáng sớm hôm sau, anh lập tức bắt đầu tu luyện một lần thuật ngũ hành dẫn thể, hiện tại anh chưa từng lười biếng về chuyện tu chân, chờ sau khi chân trời sáng choang, anh lại chạy vào phòng bếp tự mình nấu canh cá cho bà nội và em gái. Sở dĩ tự mình làm là vì hôm nay anh muốn cho bà nội và em gái uống đan tạo hóa sinh cơ để cải tạo các cơ năng trên cơ thể của hai người. Hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cũ của bà nội, còn về em gái thì anh hy vọng sau khi con bé dùng đan tạo hóa sinh cơ có thể rèn luyện thể chất. Nếu như có thể, Dương Bách Xuyên sẽ truyền thụ công pháp tu chân cho em gái, sau này anh cũng không hy vọng bản thân mình sống được mấy chục hay hơn trăm tuổi mà người thân lại lần lượt già đi. Sư phụ Vân Thiên Tà đã từng nói, một ưu điểm lớn nhất của tu chân chính là tuổi thọ rất dài, tu vi càng cao tuổi thọ càng dài, ông già sư phụ của anh cũng là lão quái vật sống hơn vạn năm, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì với tu vi hiện tại của ông lão sư phụ thì chắc ông còn sống mấy vạn năm thậm chí còn lâu hơn cũng chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng. Cho nên Dương Bách Xuyên đương nhiên hy vọng em gái cũng có thể tu chân, dù sao tuổi tác của cô bé còn nhỏ cũng kịp. Về phần cơ năng trong thân thể bà nội đã lão hóa quá nghiêm trọng, chỉ có thể đợi sau này xem xét tình hình sức khỏe của bà nội, xem có thể để cho bà tu chân kéo dài tuổi thọ không. Lúc súp cá được nấu xong, bà nội và em gái đã thức dậy. Anh à, mùi vị gì thơm quá, làm em tỉnh cả ngủ luôn rồi. Dương San San đúng là ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nên mới rời giường. Dương Bách Xuyên mỉm cười, anh biết mùi thơm bên trong này phần lớn là do đan tạo hóa sinh cơ. Nhưng anh không định nói ra, nếu không phải giải thích lằng nhằng không biết họ có tin hay không, không giải thích được còn có thể bị bà nội và em gái xem như người bị bệnh thần kinh. Chuyện anh tu chân chí ít là hiện tại không thể nói. Mau đi rửa tay đi, canh cá rồng đã nấu ăn xong rồi, đợi anh múc ra thêm chút gia vị là có thể ăn. Gia vị này đương nhiên chính là đan sinh cơ. Chỉ chốc lát sau, Dương Bách Xuyên múc cho bà nội và em gái mỗi người 2/3 chén canh cá cộng với 1/3 đan tạo hóa sinh cơ, mỗi lần anh cũng không dám thêm nhiều, anh sợ hai người không chịu nổi năng lượng mạnh mẽ của đan sinh cơ nên định chia làm 3 lần cho hai người uống vào. Dương San San thèm ăn lúc này đã uống hết một bát canh cá rồng có hương thơm mê người này, xong còn chép miệng, thơm ngon quá đi, em còn muốn uống nữa, quá ngon. Vừa dứt lời, bụng cô bé đột nhiên phát ra tiếng ọc ọc. Sắc mặt đỏ lên lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Mà Dương Bách Xuyên cũng nở nụ cười, anh biết đây là hiệu quả công hiệu của đan tạo hóa sinh cơ, bắt đầu bài trừ độc tố trong cơ thể. Cả 3 bữa cơm ngày hôm này đều là Dương Bách Xuyên tự mình xuống bếp, lấy một viên đan tạo hóa sinh cơ chia làm 3 lần và bỏ vào trong đồ ăn của bà nội và em gái rồi cho hai người uống vào. Trong lúc đó anh dùng chân khí âm thầm xoa bóp cho bà nội đả thông kinh mạch. Tiện thể kiểm tra, phát hiện tất cả đều bình thường. Chẳng qua là mất thêm vài lần chạy vào nhà vệ sinh, điều này rất bình thường, chứng tỏ tạp chất và độc tố trong cơ thể đều được thải ra. Mãi đến sau 10 giờ tối, hai người đều trông hơi mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng yên tâm vì cơ thể hai người chịu đựng nổi hiệu lực của đan tạo hóa sinh cơ,
Cả đêm anh chạy qua chạy lại trong phòng hai người để kiểm tra thân thể bọn họ, dùng chân khí đả thông kinh mạch cho hai người, vẫn bận rộn đến 3 giờ sáng mới coi như yên tâm, trở lại phòng mình ngồi thiền tu luyện càn khôn tạo hóa quyết. Ngày hôm sau, những tia nắng đầu tiên của phương đông chiếu sáng sau trái đất. Tại một thời điểm, em gái của anh đột nhiên hét lên ở trong phòng. A! À. Sau khi, Dương Bách Xuyên nghe được tiếng hét, trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy vào phòng em gái. Kết quả vừa đi vào chỉ thấy cô bé ngơ ngác nhìn hai tay của mình, động tác đứng trước gương rửa mặt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. San San, làm sao vậy? Dương Bách Xuyên còn tưởng là do tác dụng phụ của đan tạo hóa sinh cơ phát sinh phản ứng bất lợi gì, trong lòng cũng khẩn trương. Dương San San nhìn thấy anh trai tiến vào, lập tức hù hù bật khóc và nói, anh à anh mau nhìn xem có phải em bị bệnh ngoài da gì không, vừa rồi em rửa mặt chỉ mới dùng tay xoa mặt, thoáng cái trên mặt em lại bị lột một lớp da thật lớn, anh à, làm sao bây giờ hù hù. Trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ lo lắng, trong lòng nghĩ nếu là bởi vì cho em gái dùng đan tạo hóa sinh cơ mà làm cho cô bé bị bệnh ngoài da thì anh chính là tội phạm rồi. Anh đưa tay xoa xoa lên mặt cô bé xem thử. Quả nhiên trong nháy mắt một mảng da lớn rơi xuống, lúc này trong lòng anh hơi hồi hộp. Có điều, anh lập tức nhìn thấy trên mặt em gái có một lớp da bị xoa chóc ra thì làn da bên trong lại trắng như ngọc, sáng bóng không gì sánh được. Trong đầu có một tia chớp xẹt qua, anh thầm mắng mình thật ngu ngốc. Đan tạo hóa sinh cơ là do anh tự mình thử nghiệm qua, không hề xảy ra chút vấn đề nào, cho người bình thường dùng sẽ tích tụ năng lượng quá lớn bên trong. Cho nên anh đã chia làm 3 lần và bỏ vào trong thức ăn cho em gái và bà nội ăn, cũng tương đương với đan sinh cơ sau khi được pha loãng, đương nhiên sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Bây giờ nhìn thấy lớp da trên mặt em gái chóc ra, lộ ra làn da trắng nõn hơn, điều này chỉ có thể nói rõ là đan tạo hóa sinh cơ đã cải tạo thể chất của cô bé, chẳng khác nào mới dùng một lần đã thay da đổi thịt. Từ góc độ y học, chính là năng lực sinh cơ mạnh mẽ ẩn chứa trong đan tạo hóa sinh cơ. Thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể của em gái, sau khi da mới sinh trưởng, da già tự nhiên sẽ bị chóc ra. Điều này ngược lại là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, anh nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha. Anh em đã thành như vậy rồi anh còn cười. Bị bệnh ngoài da này giống như bị vảy nên vậy, sau này không ai thèm lấy em nữa, em phải làm sao đây? Hu hu. Đối với một cô gái... Phải nói là khuôn mặt và làn da chính là sinh mệnh thứ hai, Dương San San vội vàng khóc, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên cất tiếng cười to, cô bé tức giận mắng chửi. Ha ha, không sao đâu, không ai thèm lấy em thì anh trai sẽ nuôi em cả đời, làm sao mới tí tuổi đã muốn gả bản thân ra ngoài thế. Ha ha ha, cười chết anh mất, Dương Bách Xuyên nhìn em gái sốt ruột, anh cảm giác đặc biệt thú vị. Anh em, Dương San San càng tức giận. Được được được, được rồi, đừng khóc nữa, ha ha, nói thật cho em biết vậy, em gái ngốc, đây là chuyện tốt, không tin em lại đi rửa sạch mặt thử xem. Dương Bách Xuyên cười nói với cô bé. Em đã bị vậy rồi, anh còn lừa gạt em, anh trai, em hận chết anh luôn. Dương San San cong miệng lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Ôi thật phiền phức, sao lại không tin anh trai của em thế, vẫn nên để anh tự mình ra tay vậy. Dương Bách Xuyên dứt khoát cầm khăn mặt. Đi về phía em gái và đè cô bé lại, bắt đầu dùng khăn mạnh bạo trà sát lên khuôn mặt của cô bé. Dương San San bị anh trai thô bạo làm tức chết, trong miệng vẫm mắng chửi anh dừng tay. A Dương Bách Xuyên, em hận chết anh. Một phút sau, Dương Bách Xuyên cười ha ha dừng tay, nhìn em gái mặt sáng như pha lê đang tức giận, anh cười hì hì nói, anh đang chữa bệnh ngoài da cho em đấy, ha ha, không cảm ơn anh còn mắng anh à. Được. Bạn học nhỏ Dương San San, trải qua bàn tay ma thuật của anh trai em trà sát thần kỳ, làn da và khuôn mặt của em bây giờ đã xinh đẹp hơn cả bạch tuyết trong truyện cổ tích rồi, em đừng trừng mắt nhìn anh nữa, không tin em soi gương lại rồi bớt mắng chửi anh đi, ha ha. Anh trai thôi, anh trai thối, em mới không tin anh đâu. Trong lúc nói chuyện, Dương San San hét lớn ra bên ngoài, bà nội, anh trai bắt nạt cháu, bà phải quan tâm. Một chữ quan tâm cuối cùng còn chưa nói ra, Dương San San theo bản năng ngẩng đầu lập tức nhìn thấy mình trong gương, giọng nói chợt dừng lại. Trong phút chốc miệng cô bé biến thành hình chữ O, hai tay kìm lòng không được sờ lên gương mặt của mình, bộ dáng như hoa mắt, vội vàng dụi dụi mắt,
lại nhìn trong gương vẫn là một gương mặt đẹp đến nổ tung, lúc này cô bé rốt cục biết anh trai không lừa cô bé. Cô bé quay đầu ngơ ngác hỏi, anh thật sự có phép thuật thần kỳ sao? Ha ha, em gái ngốc, anh đã nói rồi mà, anh trai em cái gì mà không làm được chứ, thay đổi cho em thành một gương mặt đẹp nhất thế giới, ôi, không được, vẫn nên biến em trở lại như cũ thì tốt hơn. Nếu không ở trường học em bị người ta xếp hàng dài theo đuổi cũng là một loại thống khổ đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phụt. Dương San San không khỏi bật cười. Người cực kỳ thông minh như cô bé lúc này cũng nghĩ đến, ngủ cả đêm dậy ra lại thay đổi rất lớn. Tất nhiên là có liên quan đến cá rồng ngày hôm qua anh trai cho cô bé ăn. Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm qua anh trai làm cơm cho bà nội đủ 3 bữa. Hơn nữa mỗi một bữa đều có chút căng thẳng nhìn chằm chằm hai người ăn cơm, chắc chắn là anh trai đã làm gì đó. Nghĩ đến đây, Dương San San đột nhiên cảm thấy rất tự hào vì cô bé có thể có được một người anh trai như vậy. Cô bé nhìn Dương Bách Xuyên nói, anh à, sao trước kia em không phát hiện anh tự luyến như vậy chứ? Nhưng mà, em rất tự hào vì có anh trai tự luyến như anh nha. Hai anh em nhìn nhau mà cười. Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của bà nội, sáng sớm hai đứa làm gì mà ồn ào thế? Nhóc Xuyên, không được bắt nạt em gái cháu. Dứt lời, bóng dáng bà nội xuất hiện ở cửa. Giờ khắc này, Dương Bách Xuyên và Dương San San liếc nhau, đều thấy được ngạc nhiên từ trong mắt đối phương. Dương San San có chút lắp bắp nói, anh có phát hiện hôm nay bà nội hình như đã trẻ hơn rất nhiều không? Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần. Đương nhiên hiểu được tất cả đều là vì công dụng của đan tạo hóa sinh cơ, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi có chút kinh ngạc và vui mừng, gật đầu cũng ngơ ngác nói. Phải, trẻ hơn không ít ha, nếp nhăn ít hơn rất nhiều, tóc trắng cũng ít hơn phân nửa, nhìn qua bà nội trẻ đi ít nhất 10 tuổi đấy. Dương San San rất đồng ý vội vàng gật đầu. Hai đứa nhóc thối này, sáng sớm đã cho bà nội ăn mật ong à. Bà nội dường như không biết những gì đang phát sinh thay đổi trên người bà. Dương San San kéo bà đến trước gương và nói, bà nội, bà mau nhìn đi. Bà nội vừa nhìn gương đã kinh hãi kêu lên, cái này. Thật sự bà nội trong gương có đầu tóc bạc lúc đầu đã ít đi hơn phân nửa, xuất hiện hơn phân nửa tóc đen, nếp nhăn trên mặt cũng ít đi rất nhiều, quả thật thoạt nhìn trẻ hơn 10 tuổi, từ diện mạo hơn 70 thoáng cái biến thành bộ dáng chừng 60 tuổi. Dương Bách Xuyên không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ của đan tạo hóa sinh cơ, anh biết từ nay về sau anh sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, đầu tiên bắt đầu từ người nhà. Đây chỉ là công hiệu của một viên đan tạo hóa sinh cơ đan, hơn nữa là cho hai người dùng cũng rất hiệu quả, rất khó nghĩ đến nếu cho mỗi người dùng một viên, sẽ có hiệu quả kinh người như thế nào. Cho võ giả cổ dùng có thể làm cho người đó một bước tiến vào minh kình tầng 9 hay ám kình không đây? Ví dụ như cho Trần Bảy Roi dùng một viên, hắn có thể một lòng một dạ với mình hay không? Trong nháy mắt, trong lòng Dương Bách Xuyên suy nghĩ rất nhiều. Trên người vẫn còn 7 viên đan tạo hóa sinh cơ, anh chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ nên cho ai dùng, đan dược này đúng là không phụ danh hiệu hai chữ tạo hóa chút nào. Tiếp theo, sự phát sinh thay đổi trên người bà nội và em gái tự nhiên bị Dương Bách Xuyên đẩy hết lên người cá rồng. Điều này làm cho bà nội và em gái đem hai con cá rồng bảo bối còn lại tựa như tung lên. Có điều, Dương Bách Xuyên còn chuẩn bị tặng một con cho viên kim phượng, dù sao ngày hôm qua người ta cũng thấy được mình bắt 4 con, không đi tặng một con thì không ổn lắm. Mặt khác, Dương Bách Xuyên cũng không hiểu sao mình lại nảy sinh ý nghĩ đối với viên kim phượng, rất đồng cảm và thương tiếc cho cô. Bà nội ngược lại còn hào phóng gật đầu nói, cũng tốt, chân mẹ kim phượng bị thương. Sau này phải nằm tê liệt ở trên giường hơn 10 năm rồi, nếu như ăn cá rồng có thể làm cho chân bà ấy tốt lên cũng là một việc thiện. Hơn nữa năm đó lúc anh em các cháu đi học, con bé Kim Phượng còn cho các cháu đồ dùng học tập, thậm chí còn để lại 1 vạn cho các cháu đi học, đây đều là tình cảm hẳn là nên tặng một con. Dương Bách Xuyên nói một tiếng bà nội sáng suốt, sau đó cười vui vẻ xách một con cá rồng đến nhà viên Kim Phượng. Nhà của viên Kim Phượng ở đầu thôn. Là ngôi nhà 2 tầng duy nhất trong thôn, cũng là nhà giàu có nhất, tất cả những điều này đều nhờ viên Kim Phượng. Chuyện cô đi ra ngoài làm công gặp gỡ và kế thừa di sản của thương gia giàu có người Hồng Kông, qua cuộc nói chuyện ngày hôm qua Dương Bách Xuyên cũng đoán ra được việc này là sự thật.
Mặc dù bởi vì chuyện này Viên Kim Phượng bị người đồn đãi bôi nhọ, nhưng Dương Bách Xuyên lại không nghĩ nhiều. Mỗi người có một cách sống và kỳ ngộ riêng, có ai biết được Viên Kim Phượng đã ăn bao nhiêu khổ ở bên ngoài. Vì vậy không cần thiết để ý mấy vấn đề này. Viên Kim Phượng là con gái duy nhất trong nhà, khi còn nhỏ nghe bà nội nói nhà cô ấy là nhà nghèo khó nhất trong thôn. Đây cũng là nguyên nhân Viên Kim Phượng đi học hết cấp 2, sau tốt nghiệp thì nghỉ học gả chồng. Ba của cô ấy là một tên nghiện rượu, thuộc về loại người ham ăn biếng làm, hơn nữa bẩm sinh có bệnh hen suyễn, không làm được việc nhà nông. Trước kia việc trong việc ngoài nhà do mẹ của cô ấy xử lý, từ nhỏ mẹ của Viên Kim Phượng chính là một người phụ nữ nhà nông tiêu chuẩn, cần mẫn tiết kiệm. 10 năm trước vì kiếm thêm tiền mua đồ dùng trong nhà, mua một bộ quần áo mới cho con gái Viên Kim Phượng, khi đi lên núi hái thuốc không cẩn thận ngã gãy chân. Trong nhà không có nhiều tiền cho bà ấy đi khám bệnh chữa chân. Lao động chính trong nhà bị gãy chân, đây là chuyện rất nguy cấp, hơn nữa ba của Viên Kim Phượng là một lão già nghiện rượu thân thể không tốt, không lo liệu xử lý được việc nhà. Lúc đó Viên Kim Phượng đã 18 tuổi, đến tuổi đủ để hiểu chuyện, cô ấy vô cùng đau lòng. Cô ấy biết mẹ muốn mua một bộ quần áo mới cho mình mới đi hái thuốc ngã gãy chân, khóc vài ngày. Cũng chính lúc đó có người ở thôn bên cạnh đến nhà họ Viên cầu hôn. Ở nông thôn chuyện kết hôn sớm là bình thường, nhà trai nguyện ý trả nhiều thêm một phần lễ hỏi để cho mẹ cô đi khám chân. Lúc đó vì chữa trị chân cho mẹ, Viên Kim Phượng đồng ý gả chồng. Đáng tiếc, vết thương ở chân của mẹ cô ấy đã bỏ lỡ thời điểm trị liệu tốt nhất, đã định sẵn bị tê liệt. Lúc đó kết hôn chưa đến 10 ngày chồng của Viên Kim Phượng đã chết. Mang danh quả phụ giết chồng nên bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó cô ấy xuống Nam Hạ làm công, 5 năm sau lắc mình biến thành một phụ nữ giàu có về lại thôn. 5 năm trôi qua, mặc dù cô ấy có tiền, đáng tiếc chân của mẹ lại vĩnh viễn không trị khỏi được. Thời gian quá dài cơ bắp héo rút nghiêm trọng, trừ khi cắt chi thay chi giả, nhưng mẹ của cô ấy không làm, dùng tư duy xưa cũ tóc ra thân thể đến từ ba mẹ, tại sao có thể cắt chi? Từ nay về sau vẫn luôn tê liệt trên giường, do người ba nghiện rượu của cô ấy chăm sóc. Viên Kim Phượng cũng muốn đón ba mẹ đi ra ngoài, nhưng hai người không ai muốn rời đi, rời xa cố thổ. Vì vậy mỗi năm cô ấy sẽ đi về nhà vài lần thăm ba mẹ. Những chuyện này của nhà họ Viên, Dương Bách Xuyên nghe bà nội kể, vì vậy cũng rõ ràng một vài chuyện. Tóm lại dưới cái nhìn của anh, Viên Kim Phượng chính là một người phụ nữ đáng thương, mặc dù bây giờ có tiền. Nhưng không vui sướng. Mang theo cá rồng đến cổng lớn của nhà họ Viên, từ xa Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy Viên Kim Phượng đang đẩy xe lăn cho mẹ ở trong sân. Hơi mỉm cười, nói, dì Thúy Hoa chị Kim Phượng. A nhóc Xuyên đến, mau đi vào Miêu Thúy Hoa, mẹ của Viên Kim Phượng ngồi trên xe lăn thấy Dương Bách Xuyên, trên mặt nở nụ cười. Tiếc nuối duy nhất đời này của bà là không sinh được một đứa con trai. Vì vậy nhìn thấy những thiếu niên như Dương Bách Xuyên ở trong thôn, cảm thấy đặc biệt thân cận. Khi còn nhỏ Dương Bách Xuyên mắc phải thủy đậu, là Miêu Thúy Hoa đi lên núi đào thảo dược trị hết bệnh thủy đậu cho anh. Viên Kim Phượng hơi sửng sốt khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, ngay sau đó nhớ lại cảnh tượng ở trong hồ tiên nữ, không khỏi đỏ mặt. Nhưng đến cửa là khách, hơn nữa hiếm khi trên mặt mẹ nở nụ cười, cô cũng không dám nói gì, chỉ mỉm cười đi vào trong phòng lấy ghế cho Dương Bách Xuyên. Đây là cá rồng ở đâu mà to như vậy? Mẹ của Viên Kim Phượng kinh ngạc hỏi, vội vàng dặn dò con gái, nói Kim Phượng nhanh cầm lấy, đi đổ nước cho nhóc Xuyên. Ha ha, dì Thúy Hoa, cháu bắt được ở hồ tiên nữ tối hôm trước. Trên đường gặp được chị Kim Phượng, vốn dĩ muốn tặng cho chị ấy một con để nếm thử, kết quả lại quên mất. Ngày hôm qua lại không ra cửa, hôm nay cháu đến thăm dì. Trong lời nói của Dương Bách Xuyên nửa thật nửa giả. Một nửa là anh muốn đến thăm Miêu Thúy Hoa, nửa còn lại muốn gặp Viên Kim Phượng. Tốt tốt tốt, nhóc Xuyên trưởng thành, ở thành phố lớn cũng biết nói chuyện. Cháu có thể đến thăm dì rất vui, lại đây dì ngắm nào. Ánh mắt của mẹ Viên Kim Phượng rất hiền từ, lôi kéo Dương Bách Xuyên nói chuyện. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất kính nể dì Thúy Hoa, nếu không phải 10 năm trước ngã gãy chân, có lẽ bây giờ bà ấy chính là người có khả năng nhất thôn. Bà nội thường xuyên nói, ông trời đuôi mù làm cho Miêu Thúy Hoa ngã gãy chân. Dương Bách Xuyên thừa dịp đặt bàn tay lên chân trái ngã đứt của bà, dùng chân khí thăm dò.
anh muốn nhìn xem có thể chữa khỏi chân cho dì Thúy Hoa hay không, nếu có thể cũng coi như làm một chuyện tốt. Năm nay dì Thúy Hoa mới gần 59 tuổi, ở trong thôn chính là thời điểm lo liệu trong nhà ngoài ngõ. Thứ hai, nếu có thể chữa khỏi chân cho bà ấy, cũng có thể làm viên kim phượng nhớ kỹ, Dương Bách Xuyên rất vui lòng làm chuyện tìm nụ cười cho người đẹp. Sau khi thăm dò một vòng trên đùi của dì Thúy Hoa, Dương Bách Xuyên nhíu mày. Dưới sự thăm dò của anh, phát hiện kinh mạch trên chân trái của dì Thúy Hoa đã bị hoại tử 80%, chỉ còn lại 20% đường sống, nhưng rất mỏng manh. Nhưng làm người tu chân, thủ đoạn tái tạo xương thịt con người vẫn có, đây chính là tư bản lớn nhất của chân khí. Hơn nữa có công hiệu của đan tạo hóa sinh cơ, anh tính toán trong lòng một chút, anh nắm chắc 7 phần chữa khỏi chân của dì Thúy Hoa. Anh nghĩ trong lòng, chỉ cần có thể phục hồi một vài kinh mạch trên đùi dì Thúy Hoa, cho dù không trị hết được trong một lần, nhưng về sau cũng sẽ có cách. Đang suy nghĩ, viên kim phượng bưng một cốc trà từ trong phòng ra, nhóc Xuyên uống trà. Dương Bách Xuyên bị viên kim phượng đánh gãy suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn thấy cô đưa nước cho mình, đứng dậy vội vàng cầm lấy. Hai tay không cẩn thận đụng phải bàn tay của viên kim phượng, làm cho tay của viên kim phượng hơi run rẩy, nước sôi tràn ra. A! À, cô bị phỏng nhẹ, kinh hô một tiếng. Dương Bách Xuyên da thịt dày béo, không cảm giác được độ nóng, vội vàng buông cốc nước xuống, cầm lấy tay của viên kim phượng, nói chị kim phượng, sao rồi? Do em không cẩn thận. Không, không sao, viên kim phượng bị Dương Bách Xuyên cầm lấy tay, sắc mặt đỏ ửng, mất tự nhiên tránh thoát nói không có việc gì. Lúc này mẹ của cô cười nói, nhóc Xuyên cháu cứ ngồi đi, kim phượng là con gái nhà nông, con bé không yếu ớt đến mức đấy. Dương Bách Xuyên có chút xấu hổ, vừa rồi sốt ruột, không kìm được lòng nắm lấy tay cô, xấu hổ ngồi xuống, cầm cốc nước vội vàng uống một ngụm trà che giấu. Lúc này Miêu Thúy Hoa hỏi, nhóc Xuyên, cháu học cái gì ở Cố Đô? Khoảng thời gian trước nghe bà nội cháu nói năm nay cháu tốt nghiệp, đã có việc làm chưa? Gì, cháu học khoa lịch sử. Nói đến đây trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động, đang lo tìm cơ hội trị chân cho bà ấy. Nói xong bổ sung thêm, còn bái một vị giáo sư trung y nổi tiếng làm thầy, học mấy năm trung y. Nếu không gì thử cho cháu xem qua chân của gì. Học y cũng tốt, là một công việc tích đức làm việc thiện. Miêu Thúy Hoa cảm thán một câu, lại thở dài nói, chân của gì đã không thể trị, Kim Phượng đã dẫn gì đi khám rất nhiều bệnh viện nổi tiếng trong nước, đều nói không trị được. Trừ khi cắt chi lắp chi giả, muốn gì già rồi còn cắt đứt chân, còn không bằng cứ để như vậy. Mẹ, y học bây giờ phát triển, lắp chi giả cũng có thể đi được. Viên Kim Phượng thật sự mong mẹ có thể đứng lên một lần nữa, lòng cô vẫn luôn hổ thẹn với mẹ. Con nhóc này, hy vọng mẹ làm một người không vẹn toàn tứ chi đến mức vậy. Thân thể tóc ra đến từ ba mẹ, sao có thể cắt đứt chân? Nhóc Xuyên, cháu nói gì nói có đúng không? Miêu Thúy Hoa trừng mắt liếc nhìn con gái, quay đầu hỏi Dương Bách Xuyên. Viên Kim Phượng vội vàng nháy mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Ý muốn nhờ anh hỗ trợ nói chuyện, động viên mẹ lắp chi giả, như vậy bà ấy có thể có hy vọng đứng lên một lần nữa. Nào biết Dương Bách Xuyên gật đầu, nhưng không nói giống ý cô muốn, mà là nói đúng ý mẹ, đúng đúng đúng, gì nói đúng, thân thể tóc ra đến từ ba mẹ, không thể cắt đứt lắp một cái gậy sắt, rất khó chịu. Con nghe chưa, vẫn là nhóc Xuyên hiểu chuyện. Con nhóc này ở bên ngoài mấy năm vẫn không kiến thức. Miêu Thúy Hoa oán giận nhìn con gái. Khen Dương Bách Xuyên. Viên Kim Phượng nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, suýt chút nữa tức chế, hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh. Ý là tôi nhờ cậu khuyên nhủ mẹ tôi làm phẫu thuật, cậu lại làm ngược lại, không hỗ trợ còn gây thêm rắc rối cho tôi. Dương Bách Xuyên trực tiếp làm lơ cái nhìn của Viên Kim Phượng, cười làm ra vẻ gõ gõ ân ấn mấy cái trên đùi Miêu Thúy Hoa, yên lặng một lúc rồi nói, loại tình huống này của gì, trước kia cháu từng gặp ở chỗ giáo sư. Kinh mạch hoại tử một diện tích lớn, 80% kinh mạch bị hỏng, cơ bắp co rút nghiêm trọng. Nhưng không phải không có cơ hội phục hồi, nếu để cháu chữa trị, cháu nắm chắc 7 phần. Dương Bách Xuyên tiếp tục nói, trước kia giáo sư từng khám bệnh cho một bệnh nhân có tình huống giống gì, còn là trường hợp bị cả hai chân, tình huống chân nghiêm trọng hơn của gì nhiều. Cuối cùng hoàn toàn phục hồi, nếu không gì cho cháu thử xem. Dì yên tâm cháu không động dao, chỉ dùng châm cứu chữa trị. Dương Bách Xuyên nói không có căn cứ, thuận miệng bịa ra một giáo sư, lấy cớ để chữa bệnh cho Miêu Thúy Hoa.
Viên Kim Phượng đứng một bên nghe vậy trong lòng hơi động, bởi vì chân của mẹ thật sự trở thành tâm bệnh của cô. Thật ra nếu mẹ cô làm phẫu thuật cắt chi, bệnh viện nói dù cắt chi cũng chưa chắc có thể phục hồi, tỷ lệ 5 năm. Bây giờ nghe được Dương Bách Xuyên thuyết phục châm cứu có thể nắm chắc 7 phần phục hồi. Điều này làm cho Viên Kim Phượng vừa nghi hoặc trong lòng vừa tràn ngập mong đợi. Chỉ cần có thể trị khỏi chân cho mẹ, cô nguyện ý trả giá bất cứ thứ gì, cũng không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào. Không nhịn được nói, nhóc Xuyên, em đừng chỉ nói để làm mẹ chị vui. Lời nói của Dương Bách Xuyên đã có hiệu quả, trong lòng nghĩ, cũng đến lúc cho hai người xem bản lĩnh thật sự, cố ý nghiêm mặt lại nói, chị Kim Phượng, loại chuyện này em có thể lấy ra đùa giỡn sao? Em làm một thí nghiệm cho gì là chị sẽ biết em có nghiêm túc hay không? Nói xong Dương Bách Xuyên nói với Miêu Thúy Hoa, dì, tiếp theo cháu sẽ dùng bí pháp giáo sư dạy cháu, thí nghiệm trên chân của dì một chút. Nếu dì có cảm giác, vậy chứng minh cháu có thể chữa khỏi chân cho dì. Nếu không có phản ứng, tức là không trị hết được, dì cảm nhận cẩn thận. Miêu Thúy Hoa cũng bị vẻ mặt nghiêm túc của Dương Bách Xuyên làm cho tin phục, trong lòng dâng lên hy vọng. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên vươn ngón tay ra, âm thầm dùng chân khí truyền lên tay, ấn xuống chân của Miêu Thúy Hoa. Ngay sau đó, chân trái 10 năm chưa có chi giác của Miêu Thúy Hoa hơi rung động, biên độ rung còn không nhỏ. Động, nó hơi động rồi. Bản thân Miêu Thúy Hoa cảm nhận được rất rõ ràng, kích động kêu ra tiếng. Viên Kim Phượng đứng một bên nhìn chằm chằm, cũng thấy được chân trái của mẹ rung nhẹ, hai mắt đỏ ửng. Kích động kêu to. Hai tay nắm chặt đôi tay của Dương Bách Xuyên, nói, nhóc Xuyên, em thực sự có cách chữa trị cho chân mẹ chị. Dương Bách Xuyên bị đôi tay mềm mại của Viên Kim Phượng nắm chặt, trong lòng rất đắc ý. Anh chỉ mới dùng một chút chân khí đã lấy được sự tín nhiệm của bọn họ, dùng chân khí đâm vào mạch thần kinh trên đùi bà ấy, làm cho chân trái có phản ứng, với anh chuyện này chỉ là một bữa ăn sáng. Còn chưa đến giai đoạn trị liệu chân chính, sau khi lấy được sự tín nhiệm của mẹ con bọn họ. Lúc đó mới có thể bắt đầu trị liệu. Mỉm cười nói, bây giờ em nắm chắc có thể chữa khỏi chân cho gì. Tốt, quá tốt rồi chụt. Viên Kim Phượng kích động hôn một cái lên trên mặt Dương Bách Xuyên, vui vẻ kêu to. Dương Bách Xuyên không nghĩ đến Viên Kim Phượng sẽ kích động vui vẻ hôn anh một cái, lập tức có chút ngượng ngùng. Xấu hổ vuốt ve chỗ Viên Kim Phượng vừa hôn, mẹ của cô còn đang ngồi bên cạnh nhìn. Viên Kim Phượng lấy lại phản ứng, mặt đỏ bừng, quá mức kích động, muốn biểu đạt sự vui vẻ của mình, không nhịn được hôn Dương Bách Xuyên một cái, bị mẹ nhìn thấy làm cô có chút hổ thẹn. Cái đó, chị, đi rót thêm trà cho em. Viên Kim Phượng đỏ mặt, cầm cốc trà của Dương Bách Xuyên chạy vào phòng. Miêu Thúy Hoa bật cười nhìn con gái rời đi, sau đó nghĩ đến chuyện gì đó, thở dài nói với Dương Bách Xuyên, dì và ba của Kim Phượng không có bản lĩnh. Bây giờ dì còn là một người tàn phế, mấy năm nay con bé đã chịu rất nhiều đau khổ ở bên ngoài. Mặc dù nó chưa từng kể khổ với người mẹ này, nhưng dì biết trong lòng con bé rất khổ sở. Nhóc Xuyên, cháu là người từng học đại học, là người có học vấn, cháu nói thật cho dì biết, trên đời này thực sự có chuyện khắc tinh giết chồng sao? Dương Bách Xuyên có thể hiểu được nỗi lòng của Miêu Thúy Hoa, là một người mẹ, người thân nhất với con cái. Miêu Thúy Hoa có thể cảm nhận được sự khổ sở của con gái mình. Anh lập tức an ủi, dì đừng nghe lời nói vớ vẩn của những người đó. Trên đời này không có cái gì là khắc tinh giết chồng, đều là tư tưởng phong kiến hại người, cháu tin tưởng về sau chị Kim Phượng sẽ rất hạnh phúc. Miêu Thúy Hoa nghe được lời nói an ủi của Dương Bách Xuyên, hốc mắt đỏ bừng, mang theo ý cười nói, dì tin cháu là người đọc sách, nhiều kiến thức, dì cũng tin tưởng về sau Kim Phượng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tìm được một người tốt để kết hôn. Dì còn muốn ôm cháu, giúp con bé bế con. Kim Phượng còn trẻ, năm nay nó mới 29, 30 tuổi dì cũng từng khuyên con bé tìm một người để kết hôn. Nhưng đứa nhỏ này tin mệnh, luôn nói không tìm, ngược lại sẽ hai người khác, dì thì không tin mấy thứ đó. Nhóc Xuyên, cháu khuyên nhủ Kim Phượng giúp dì được không? Dương Bách Xuyên quá tán thành, lập tức đảm bảo nói, dì yên tâm. Chắc chắn cháu sẽ khuyên nhủ chị Kim Phượng. Hai người đang trò chuyện, Viên Kim Phượng đã bưng trà đến, trên mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Lần này cô học ngoan, không đặt vào trong tay của Dương Bách Xuyên, mà đặt lên trên bàn. Sau đó hai mắt lấp lánh hỏi Dương Bách Xuyên, nhóc Xuyên,
chân của mẹ chị thật sự có thể chữa khỏi ư? Muốn chữa như thế nào, có yêu cầu gì em cứ việc nói, chắc chắn chị sẽ nghĩ cách tìm ra. Chị Kim Phượng, chị cứ yên tâm, nếu em dám nói, sẽ không làm gì và chị thất vọng. Hôm nay em cầm đến một loại thuốc, chị đem đi hầm cùng với canh cá rồng, đặt lên trên mặt canh, chia thành 3 lần, điều tiết thân thể trước, ngày mai em sẽ bắt đầu châm cứu. Vừa nói chuyện, Dương Bách Xuyên vừa lấy đan tạo hóa sinh cơ đã chuẩn bị từ trước ra, giao cho viên Kim Phượng. Tất nhiên là cắt đan dược thành 3 phần, để ở trong một cái bình nhỏ. Còn dặn dò, chuyện đan dược không thể nói ra ngoài, bịa chuyện đây là phương thuốc tổ truyền của nhà giáo sư, rất chân quý, trên tay anh cũng chỉ có một phần này. Chủ yếu là anh sợ đan dược rước lấy tai họa không cần thiết, có lẽ bây giờ giới cổ võ đang tìm anh muốn cướp lấy phương pháp điều phối đan tiểu bồi nguyên. Chẳng may chuyện bị lộ ra ngoài, sẽ mang đến rắc rối cho cả nhà viên Kim Phượng. Nghe Dương Bách Xuyên nói trịnh trọng như vậy, mẹ con viên Kim Phượng liên tục gật đầu đảm bảo không nói ra. Sau đó ba người nói thêm vài câu, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi, anh không có châm cứu, chuẩn bị đi mua một bộ châm cứu. Trước khi đi dặn dò viên Kim Phượng, hầm xong canh cá rồng cô cũng có thể uống một ít, cũng nói có một vài tác dụng phụ, có lẽ sẽ đi WC vài lần. Hai mẹ con giữ Dương Bách Xuyên lại ăn cơm, Dương Bách Xuyên cũng muốn ở lại, nhưng nghĩ lại vẫn từ chối, ngày mai chữa trị rồi ở lại ăn sau. Đi ra ngoài cửa lớn gặp phải bố của viên Kim Phượng, Sai Bí Tỷ, tay cầm một bình rượu trở về, nhìn thấy Dương Bách Xuyên, bắt lấy Dương Bách Xuyên ở lại uống rượu với ông ta. Dương Bách Xuyên chỉ cười ha ha, chào hỏi xong trốn đi ngay. Khi còn nhỏ không ít lần bị Viên Đại Thành bắt lấy chuốc rượu, anh bị ám ảnh tâm lý với ông ta. Trên đường trở về, Dương Bách Xuyên suy nghĩ có nên đi một chuyến vào huyện mua một bộ châm cứu, hoặc dứt khoát nhờ Cung Lăng Phong mua hộ một bộ. Nhưng chiều này anh phải chờ Lưu Trấn Quốc đi về quê xin giấy nhận thầu cải tạo thôn, không đi được. Kết quả gọi điện thoại thì điện thoại của Cung Lăng Phong tắt máy. Cúp điện thoại, đột nhiên anh nghĩ đến một người khác, Trần Thất Tiên. Dù sao từ góc độ nào đó, Trần Thất Tiên cũng coi như cấp dưới của anh, nhờ anh ta hỗ trợ mua một bộ châm cứu chắc không khó. Sau khi điện thoại được bắt máy, âm thanh cung kính của Trần Thất Tiên vang lên, tiên sinh đã đến huyện rồi ạ, chúng ta phải đi đến Cố Đô. Ngài ở nơi nào tôi đi đón? Anh Trần, chuyện Cố Đô không vội, bên quên tôi còn có chút việc phải xử lý. Gọi điện thoại cho anh là muốn nhờ anh giúp một chút. Đối với Trần Thất Tiên, Dương Bách Xuyên không thể dùng giọng điệu sai bảo cấp dưới để nói, anh cũng không làm được loại chuyện này. Tiên sinh có việc quan trọng, có chuyện gì ngài cứ nói, tôi sẽ đi làm ngay. Trần Thất Tiên khăng khăng một mực với Dương Bách Xuyên, bởi vì mấy ngày nay sau khi anh ta ở nhà nghiên cứu thuật ngũ hành dẫn thể, cảm nhận được tâm pháp này chân quý đến mức nào. Càng cảm nhận được sự chân quý của tâm pháp, anh ta càng thêm cung kính với Dương Bách Xuyên. Thật ra cũng không có gì, tôi muốn chữa bệnh cho người nhà, cần một bộ châm cứu, anh xem có thể đưa đến đây hay không, hôm nay tôi có việc không rời khỏi huyện được. Dương Bách Xuyên nói, đây là việc nhỏ, tiên sinh yên tâm, tôi đi làm ngay, rất nhanh sẽ đưa đến cho ngài. Vừa lúc tôi cũng có chỗ vướng mắc ở tâm pháp võ học cần nhờ tiên sinh dạy bảo. Trần Thất Thiên nghe thấy có thể đi đến nhà của Dương Bách Xuyên, trong lòng rất vui mừng. Dương Bách Xuyên nhờ anh ta làm việc, còn đi đến nhà anh, điều này thuyết minh anh đã coi anh ta trở thành người một nhà. Được, tôi chờ anh ở nhà. Sau khi nói địa chỉ nhà cho Trần Thất Tiên, cúp điện thoại, Dương Bách Xuyên đi đến nhà của Lưu Trấn Quốc, chuẩn bị xem chuyện cải tạo thôn có tin tức gì hay không. Đêm qua Lưu Trấn Quốc nói, hôm nay sẽ có lãnh đạo phụ trách nhận thầu cải tạo nông thôn đến khảo sát. Lúc đi đến nhà của nhà họ Lưu, bên tai Dương Bách Xuyên vang lên âm thanh cãi nhau, lập tức nhíu chặt mày lại. Cánh cửa nhà họ Lưu mở ra, Dương Bách Xuyên đi thẳng vào trong thì nhìn thấy ba người ngồi trong phòng khách gồm hai nam một nữ. Một người trung niên hơi mập đeo kính ngồi nghênh ngang trước bàn cơm, tay bưng một cái cốc uống ửng ực. Bên trái ông ta là Lưu Trấn Quốc, bên phải là một gái trẻ trông rất xinh đẹp khiến Dương Bách Xuyên liếc nhìn thêm mấy lần. Cô ấy cầm một cuốn sổ đặt trên đùi, trông giống vai thư ký. Trước mặt bọn họ là một bàn món ăn thôn quê bừa bộn. Dương Bách Xuyên nhìn tình hình cũng biết là Lưu Trấn Quốc đang chiêu đãi hai người này. Lúc này, Lưu Trấn Quốc tức giận nhìn người trung niên đeo kính, chủ nhiệm Trương,
cháu tôi tự bỏ tiền ra để cải tạo thôn nghệ thuật chứ không cần tiền của nhà nước, lẽ nào như thế cũng không được. Và lại đây là chuyện tốt đối với thôn mà, có thể xây lại nhà mới cho mỗi nhà mỗi hộ, còn có thể mang lại thu nhập cho mọi người. Chúng ta có làm trái quy định đâu, tất cả đều tiến hành theo thủ tục bình thường mà. Chỉ cần chủ nhiệm đồng ý việc xây dựng cải tạo này, những việc còn lại thôn chúng tôi tự làm, sẽ không gây thêm phiền phức cho xã. Người trung niên được Lưu Trấn Quốc gọi là chủ nhiệm Trương đặt tách trà xuống, châm một điếu thuốc rồi dựa ra đằng sau, híp mắt nói, ông Lưu à, tôi bảo này, cải tạo thôn nghệ thuật đúng là chuyện tốt, nhưng tư nhân nhận thầu là chuyện lớn, liên quan đến vấn đề cuộc sống của người dân nên không thể qua loa được. Trở về tôi sẽ nghiên cứu. Hoặc là ông có thể gọi cháu trai cả của ông đến tự mình bàn bạc, như vậy thì cậu ta có thể nói kỹ kế hoạch của mình cho tôi đúng không? Dương Bách Xuyên nghe vậy thì cười khẩy trong lòng, ông ta muốn hốt được lợi lộc đây mà. Chú Lưu đã chuẩn bị rượu thơm món ngon tiếp đãi, điều kiện cũng đã nói rất rõ ràng rồi, xã không cần bỏ ra một đồng nào, chỉ cần phê duyệt là xong. Vậy mà người này cứ phải nói đạo lý đao to búa lớn, rõ ràng là muốn bắt chẹt. Anh lập tức đi vào, chào chú Lưu, cháu đến rồi ạ. Lưu Trấn Quốc quay đầu thấy Dương Bách Xuyên đi vào, ít nhiều gì cũng hơi lúng túng. Dù sao tối hôm đó ông ta đã vỗ ngực đảm bảo với Dương Bách Xuyên là nhất định sẽ giải quyết việc này ổn thỏa, nhưng nào ngờ gã chủ nhiệm Trương này ăn no uống đã nhưng không chịu đồng ý, cứ nói tào lao. Nhóc Xuyên đến rồi à, chú đang định đi tìm cháu đây. Ông ta vừa nói vừa đứng dậy kéo Dương Bách Xuyên sang một bên nói nhỏ, nhóc Xuyên, chú thấy chúng ta phải bỏ ra ít tiền thì gã chủ nhiệm Trương này mới chịu. Không sao đâu chú Lưu, giao cho cháu xử lý. Dương Bách Xuyên mỉm cười, híp mắt nhìn người trung niên. Anh cực kỳ khinh bỉ loại sâu mọt này, có thể cho đối phương chút lợi lộc mới lạ. Lưu Trấn Quốc thoáng sửng sốt, nhưng cũng không nói gì. Sau đó, ông ta giới thiệu cho Dương Bách Xuyên, nhóc Xuyên, vị này là chủ nhiệm Trương xã ta, vị này là trưởng phòng Hoàng, hôm nay đến khảo sát dự án cải tạo thôn nghệ thuật của cháu. Cháu nói kỹ cho hai vị đi. Dứt lời ông ta lại giới thiệu với chủ nhiệm Trương và trưởng phòng Hoàng, đây là Dương Bách Xuyên, cháu trai cả của tôi. Ngồi đi, chủ nhiệm Trương không đứng dậy, chỉ lười biếng nói với Dương Bách Xuyên một câu, thái độ cực kỳ quan cách. Cô gái bên cạnh thì khác, trưởng phòng Hoàng mỉm cười gật đầu. Mặc dù Dương Bách Xuyên không thích hạng người như chủ nhiệm Trương, nhưng vì phải làm việc nên anh vẫn giữ lễ phép. Anh ngồi xuống, quay mặt về phía người trung niên. Nghiêm túc trình bày tỉ mỉ kế hoạch của mình một lượt. Tuy nhiên, điều khiến Dương Bách Xuyên tức giận là trông có vẻ như ông ta hoàn toàn không lắng nghe. Trong khi đó, trưởng phòng Hoàng nghe Dương Bách Xuyên trình bày liền mở sổ ra ghi chép, thỉnh thoảng còn âm thầm gật đầu. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ bỏ ngoài tai của chủ nhiệm Trương, nén giận nói, chủ nhiệm Trương, chẳng hay ngài có ý kiến gì không? Nếu có thể thì tôi hy vọng xã có thể phê duyệt cho tôi. Dù sao tôi làm chuyện này cũng vì muốn làm gì đó cho người trong thôn, sẽ không gây phiền phức cho chính quyền xã. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, chủ nhiệm Trương bưng tách trà lên ung dung nhấp một hớp trà rồi mới hách dịch nói, ái trà, ý tưởng của cậu hay đấy, nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề cuộc sống của người dân trong thôn. Thế này nhé, chúng tôi trở về sẽ nghiên cứu, cậu chờ tin tức đi. Dương Bách Xuyên lập tức sa sầm sắc mặt. Sao anh lại không nghe ra cái đổ bốn mắt này đang qua loa lấy lệ chứ? Lúc này, trưởng phòng Hoàng ở bên cạnh lên tiếng, chủ nhiệm Trương, tôi thấy kế hoạch này không có gì không ổn. Và lại cậu ấy đã nói là tự bỏ vốn, không gây phiền phức cho xã, mà nhà nước cũng đang cổ vũ đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tôi thấy hôm nay phê duyệt cho cậu ấy luôn đi. Đối với xã mà nói, cải tạo thôn nghệ thuật thành công cũng là một thành tích lớn không phải sao? Hoàng Dịch Hà nhìn chủ nhiệm Trương, thong thả cất lời kèm theo nụ cười nhẹ. Cô ấy mới tốt nghiệp, làm việc chưa được bao lâu, hôm nay theo chủ nhiệm Trương đi khảo sát để mở mang hiểu biết với nhiệm vụ là một thư ký. Là một thanh niên trẻ, cô ấy rất tán thành ý tưởng của Dương Bách Xuyên, kìm lòng không đậu bèn lên tiếng. Hoàng Dịch Hà, tôi bảo này, cô đã quên chức vụ của mình rồi đúng không? Có phê duyệt hay không là do tôi quyết định. Chuyện trọng đại liên quan đến cuộc sống của người dân sao có thể qua loa được. Chủ nhiệm Trương lạnh lùng nói, ông ta rất bực vì Hoàng Dịch Hà phát biểu ý kiến. Nói dễ nghe thì Hoàng Dịch Hà là trưởng phòng, nói khó nghe thì cô ấy cũng chỉ là một nhân viên,
nếu không phải nể tình cô ấy xinh xắn thì ông ta đã nổi giận từ lâu rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên không nhịn nổi nữa. Mẹ kiếp, tôi giữ thể diện cho ông còn tưởng mình giỏi chắc. Anh nhìn ông ta và nói, chủ nhiệm Trương không phê duyệt cũng không sao, tôi có thể lên thẳng huyện. Hơn nữa, tôi sẽ cho huyện ủy biết tài năng xuất chúng của chủ nhiệm Trương. Cậu uy hiếp tôi, chủ nhiệm Trương trợn mắt chất vấn. Dầm, Dương Bách Xuyên vỗ bàn đứng dậy, mẹ kiếp, tôi không ưa loại khốn nạn như ông. Ông muốn vòi lợi lộc chứ gì, tôi không cho đấy, ông làm gì được nào. Cậu, được được được, có bản lĩnh thì chúng ta chờ xem. Chủ nhiệm Trương giận xanh mặt, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời đi. Lúc này, giọng Dương San San vang lên ngoài sân, anh ơi, có chú này tìm anh, em biết ngay là anh ở nhà chú Lưu mà. Dương Bách Xuyên nhìn sang, thì ra là Trần Bảy Roi được em gái dẫn đến tìm mình. Dương Bách Xuyên bị tên chủ nhiệm Trương chó má chọc giận điên người, anh không ra ngoài đón Trần Bảy Roi mà chỉ gật đầu với hắn tỏ ý mời vào. Trần Bảy Roi ôm một chiếc hộp nhỏ trong tay, đi tới trước mặt Dương Bách Xuyên rồi cung kính nói, thưa sư phụ, đây là bộ châm cứu mà tổ tiên tôi cất giữ, không biết có tốt hay không. Tôi tặng ngài. Anh Trần vất vả rồi, ngồi xuống uống trà đi. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho hắn ngồi. Thấy Dương Bách Xuyên mặt cau mày có, Trần Bảy Roi chỉ đáp vâng rồi ngồi xuống chứ không hỏi nhiều. Mà lúc này, chủ nhiệm Trương Ô Lưu vừa mới đứng dậy định đi nhưng lại nhìn thấy Trần Bảy Roi tới, ông ta cực kỳ kích động, lập tức dừng bước. Nhà họ Trần là thế gia vọng tộc ở huyện cổ, thế lực và thực lực nổi tiếng khắp huyện cổ. Trương Ô Lưu cũng là người huyện cổ, tuy không quen Trần Bảy Roi nhưng vẫn nhận ra đối phương. Ông ta cũng rất muốn bám víu vào nhà họ Trần nhưng không có cơ hội. Không ngờ hôm nay lại gặp được Trần Bảy Roi, Trương Ô Lưu lập tức chuẩn bị chào hỏi nhưng ai dè Trần Bảy Roi chẳng liếc ông ta lấy một cái mà ôm hộp nhỏ trong tay đi thẳng tới chỗ Dương Bách Xuyên, sau đó cung kính giống như học sinh tiểu học gặp thầy giáo, gọi Dương Bách Xuyên là sư phụ. Nhìn dáng vẻ của Trần Bảy Roi chẳng khác gì đàn em bên cạnh Dương Bách Xuyên. Đây là Trần Bảy Roi nổi tiếng khắp huyện cổ sao, lại còn là gương mặt đại diện của nhà họ Trần ư. Đường đường là Trần Bảy Roi, dù gặp chủ tịch huyện cũng không cung kính cúi đầu như thế. Thật ra trong một cuộc họp chủ nhiệm Trương từng chứng kiến cảnh Trần Bảy Roi mặt nặng mày nhẹ với một vị lãnh đạo trong huyện, vậy mà vị lãnh đạo kia vẫn phải cười xòa. Nhân vật cấp bậc như thế mà bây giờ lại cung kính với chàng trai trẻ Dương Bách Xuyên, điều này khiến Trương Ô Lưu cực sốc. Người mà Trần Bảy Roi cung kính, một chủ nhiệm xã tép siêu như ông ta không chọc nổi. Rốt cuộc Dương Bách Xuyên là thần thánh phương nào? Trương Ô Lưu nuốt nước bọt, lòng thầm sợ hãi vì hôm nay ông ta thật sự đã làm khó Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Trần Bảy Roi khiến ông ta đổi ý ngay tức khắc, quyết định hôm nay nhất định phải nhận lỗi và hàn gắn quan hệ với Dương Bách Xuyên. Nghĩ tới đây, Trương Ô Lưu lập tức nở nụ cười, cung kính chào Trần Bảy Roi, chào ngài Trần, không ngờ hôm nay lại được gặp ngài ở đây. Ông ta vừa nói vừa chia tay ra. Trần Bảy Roi không biết Trương Ô Lưu vừa mới nảy sinh mâu thuẫn với Dương Bách Xuyên. Tuy Trần Bảy Roi không quen người này, nhưng người ta đã chào hỏi, lại còn đang ở địa bàn của Dương Bách Xuyên, cho nên hắn cũng chia tay chào hỏi. Ông là, Trần Bảy Roi hỏi. Tôi là Trương Ô Lưu, người họ Trương ở huyện cổ. Tôi từng gặp ngài Trần tại một cuộc họp quý. Trương Ô Lưu vội vàng giới thiệu bản thân. Trần Bảy Roi gật đầu. Hắn biết nhà họ Trương ở huyện cổ, gia tộc này không tệ nhưng vẫn kém xa nhà họ Trần. Ông quen sư phụ tôi sao? Trần Bảy Roi nhìn Dương Bách Xuyên rồi hỏi Trương Ô Lưu. Nghe thấy Trần Bảy Roi gọi Dương Bách Xuyên là sư phụ tôi, trái tim Trương Ô Lưu bỗng giật thót. Càng chết người hơn là lúc này Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, hừ, tôi không dám với cao đến chủ nhiệm Trương. Trần Bảy Roi lập tức biết được thì ra tâm trạng Dương Bách Xuyên không tốt là vì Trương Ô Lưu đã đắc tội anh. Đắc tội Dương Bách Xuyên chính là đắc tội Trần Bảy Roi hắn. Hắn nhìn Trương Ô Lưu, sắc mặt lập tức tối sầm lại, chủ nhiệm Trương. Người nhà họ Trương giỏi lắm, đắc tội sư phụ tôi là tát vào mặt tôi đấy ư. Trương Ô Lưu nghe thấy câu nói này của Trần Bảy Roi cùng với sắc mặt xa sầm của đối phương thì cõi lòng bắt đầu run rẩy, suýt bật khóc luôn. Không không không, ngài Trần hiểu lầm rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Cậu Dương muốn nhận thầu cải tạo thôn kiến trúc,
hôm nay tôi cố ý đến đây để phê duyệt đơn đăng ký cho cậu Dương, bây giờ có thể ký ngay. Trương Ô Lưu run rẩy nói, đồng thời ra hiệu cho Hoàng Dịch Hà ở bên cạnh lấy giấy tờ ra đưa cho Dương Bách Xuyên. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên đã cực kỳ ghét ông ta, anh xua tay bảo, không cần đâu, chủ nhiệm Trương trở về từ từ nghiên cứu đi, tôi lên huyện xin phê duyệt. Anh nói vậy làm Trương Ô Lưu cực kỳ lúng túng, khỏi phải nói ông ta khó chịu nhường nào. Một giây trước ông ta còn mặt nặng mày nhẹ với Dương Bách Xuyên, giờ đây lại bị người ta vả mặt cực mạnh, sắc mặt thoát xanh thoát đỏ. Nhưng có Trần Bảy Roi ở đây, ông ta không dám ho he gì. Trương Ô Lưu sững sờ tại chỗ, lúc này chỉ có thể đánh mắt cầu cứu Lưu Trấn Quốc. Dương Bách Xuyên là cháu trai cả của Lưu Trấn Quốc, bây giờ chỉ có người này mới có thể làm cho Dương Bách Xuyên nguôi giận. Trương Ô Lưu cực kỳ sợ hãi trước lời chất vấn của Trần Bảy Roi. Trương Ô Lưu quá hiểu nhà họ Trần, nếu Trần Bảy Roi không vui thì có thể hành hạ ông ta dễ như trở bàn tay. Lưu Trấn Quốc ở bên cạnh cũng sửng sốt trước màn xoay chuyển 180 độ này, trong lòng thầm kinh ngạc không biết rốt cuộc bây giờ Dương Bách Xuyên đang làm gì, tại sao ngài Trần kia vừa xuất hiện thì chủ nhiệm Trương Oai Phong lập tức biến thành mèo. Lưu Trấn Quốc rất tò mò về Trần Bảy Roi, tuy ông ta chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ, nhưng nhìn dáng vẻ của chủ nhiệm Trương cũng đủ biết đây nhất định là một người tai to mặt lớn. Điều quan trọng là ngài Trần quá cung kính với Dương Bách Xuyên. Ông ta lại càng không nhìn thấu Dương Bách Xuyên, thằng cháu cả mình trông nom từ nhỏ đến lớn đã trưởng thành thật rồi. Trương Ô Lưu dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu Lưu Trấn Quốc, Lưu Trấn Quốc cực kỳ hả hê trong lòng, thầm nghĩ, cho đồ bốn mắt nhà ông làm màu nè, lần này bị thằng cháu cả nhà tôi vả mặt rồi nhé. Trong lòng nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, ông ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên cho Trương Ô Lưu một bậc thang để xuống nước. Dù sao mình cũng là cán bộ thôn. Còn Trương Ô Lưu là cán bộ xã, có thể nói là cấp trên của mình, không nên đắc tội với đối phương. Hơn nữa, Trương Ô Lưu đã cười làm lành bảo Dương Bách Xuyên ký tên cũng xem như đã chịu thua, mình không cần phải làm căng. Ông ta bèn nói với Dương Bách Xuyên, nhóc Xuyên à, được rồi thì bỏ qua đi. Chủ nhiệm Trương đã đồng ý rồi, cháu nể mặt chú Lưu nhé. Dương Bách Xuyên liếc nhìn Trương Ô Lưu đang lúng túng rồi lạnh lùng hừ mũi. Anh không nể mặt người khác cũng được, nhưng vẫn phải nể mặt chú Lưu đã mở lời nói giúp cho Trương Ô Lưu thì anh sẽ bỏ qua chuyện này. Ngẫm lại thì sau này chú Lưu vẫn sống ở quê, nếu đắc tội Trương Ô Lưu thì không tốt. Cuối cùng Dương Bách Xuyên gật đầu đồng ý. Sau đó, Dương Bách Xuyên cùng với xã và thôn, ba bên ký hợp đồng nhận thầu cải tạo kiến trúc thôn. Rốt cuộc Trương Ô Lưu cũng yên tâm, khom lưng cúi đầu bắt tay giảng hòa với Dương Bách Xuyên. Bấy giờ Trần Bảy Roi mới hòa nhã với ông ta. Trương Ô Lưu thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cất lời, cậu Dương, ngài Trần, tôi xin phép cáo từ. Sau khi trở về tôi nhất định sẽ báo cáo lên xã và huyện, ủng hộ kế hoạch này hết mình. Mấy ngày nữa tôi sẽ gửi tài liệu của bên trên cho cậu Dương, hy vọng nó có ích với cậu. Mặc dù Dương Bách Xuyên đã tha thứ cho ông ta, nhưng có ấn tượng cực tệ về đối phương. Anh nói thẳng thừng không nể nang gì hết, tôi thấy những vấn đề tiếp theo không cần làm phiền chủ nhiệm Trương nữa. Tôi cảm thấy trưởng phòng Hoàng có một số ý nghĩ giống tôi, sau này bên xã cứ để trưởng phòng Hoàng đến đây giao tiếp với tôi đi. Cơ thể Trương Ô Lưu chợt cứng đờ, ông ta hiểu Dương Bách Xuyên có ấn tượng không tốt về mình. Tuy nhiên, không bị Dương Bách Xuyên và Trần Bảy Roi ghi thù thì ông ta đã thỏa mãn rồi, bèn nói ngay, không thành vấn đề không thành vấn đề. Sau này Tiểu Hoàng sẽ đến hỗ trợ người dân trong thôn làm việc. Chúng tôi xin phép cáo từ. Dương Bách Xuyên đi đến bắt tay Hoàng Dịch Hà, trưởng phòng Hoàng, sau này xin làm phiền cô. Hoàng Dịch Hà bắt tay với Dương Bách Xuyên, sắc mặt ửng hồng, ngượng ngùng nói, đó là trách nhiệm của tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ đến thôn làm việc. Được, cảm ơn, Dương Bách Xuyên cầm tay người ta, mỉm cười đáp lời. Tạm biệt. Tạm biệt. Chấm chấm chấm. Sau khi Trương Ô Lưu rời đi, Dương Bách Xuyên mới mỉm cười nói với Lưu Trấn Quốc, chú Lưu, lần này cảm ơn chú. Ngày mai cháu sẽ liên hệ với công ty xây dựng để tiến hành xây dựng nông thôn mới, sửa sang nhà cửa cho bà con trước. Việc động viên tư tưởng cho mọi người thì giao cho chú. Ngại quá, nếu hôm nay không có ngài Trần thì e là sự việc không thuận lợi như vậy, Trương bốn mắt sẽ không giải quyết nhanh gọn lẹ như thế. Lưu Trấn Quốc lắc đầu cười gượng. Chú Lưu tuyệt đối đừng nói vậy.
Chúng ta là người một nhà, có gì phải ngại chứ? À phải rồi, giới thiệu với chú vị này là Trần Bảy Roi, người huyện cổ chúng ta, là anh em của cháu. Dứt lời anh lại nói với Trần Bảy Roi, anh Trần, đây là chú Lưu nhà tôi, cũng là bí thư chi bộ thôn. Sau khi hai người làm quen với nhau, Lưu Trấn Quốc rất vui vẻ, nói với Dương San San ở bên cạnh, nhóc San vào bếp giúp thím cháu nấu vài món cho bọn chú nhắm rượu. Không cần, Dương Bách Xuyên còn chưa nói hết câu đã bị Lưu Trấn Quốc ngắt lời, thằng bé này chẳng hiểu chuyện gì cả. Lần đầu tiên ngài Trần đến thôn mình, chúng ta không tiếp đãi, không hiểu quy củ là không được đâu. Được rồi, San San đi giúp đỡ thím đi. Vâng ạ, Dương San San le lưỡi chạy vào bếp. Sau đó ba người uống trà trò chuyện, Trần Bảy Roi mới biết Dương Bách Xuyên muốn triển khai kế hoạch cải tạo thôn. Trần Bảy Roi lắng nghe không nói gì, nhưng trong lòng đã có ý định. Hắn đang nghĩ có nên ở lại hỗ trợ Dương Bách Xuyên hay không, bởi vì việc này có thể duy trì tốt quan hệ. Ba người ở lại nhà họ Lưu ăn tối, sau đó Dương Bách Xuyên mới tạm biệt ra về. Trên đường anh mở hộp ra xem bộ châm cứu mà Trần Bảy Roi tặng. Tất cả đều là châm bạc, hơn nữa vừa nhìn là biết hàng cao cấp. Anh biết là Trần Bảy Roi có ý lấy lòng mình, trong lòng cũng vui vẻ. Anh nói với Trần Bảy Roi, anh Trần có lòng, bộ châm cứu này rất có giá trị đấy. Ha ha, đây là đồ một vị tổ tiên làm thầy thuốc đông y nhà tôi để lại, có điều chi đông y đứt đoạn rồi nên bộ châm cứu này bị để không. Sư phụ có thể dùng nó cứu người, tôi nghĩ rằng nếu tổ tiên biết nhất định sẽ rất vui. Trần Bảy Roi không hổ là người lăn lộn giang hồ, nói chuyện rất khéo. Dương Bách Xuyên mỉm cười hỏi, à này, anh thu luyện thuật ngũ hành dẫn thể thế nào rồi? Nhắc đến võ học, tên mê võ Trần Bảy Roi lập tức lên tinh thần, hai mắt sáng ngời, cảm ơn ngài đã ban tặng, tôi luyện ở nhà mấy ngày, cảm nhận rõ ràng vách ngăn minh kình tầng 9 đã nới lỏng. Nhưng chỉ còn một chút ít như vậy thôi mà cũng không đột phá nổi. Tôi đang muốn nhờ ngài chỉ dẫn đây. Thật ra tôi không hiểu võ học lắm, nhưng cái gì cũng có quy tắc của nó. Đạo võ học chú trọng cảm ngộ, thuận theo tự nhiên, người xưa luyện võ cũng chú ý đến yếu tố người và thiên nhiên hợp nhất. Vì vậy tôi nghĩ rằng anh hơi nóng vội, cứ chăm chỉ khổ luyện ắt có thể đột phá một cách tự nhiên. Dương Bách Xuyên bê nguyên si một số kinh nghiệm liên quan đến tu chân mà sư phụ đã nói với anh để truyền đạt lại cho Trần Bảy Roi. Sư phụ nói võ học cũng là một loại đạo, trăm sông đổ về một bể, cho nên Dương Bách Xuyên cảm thấy những kinh nghiệm tu chân đó cũng thích hợp với người luyện võ. Trần Bảy Roi nghe mà gật đầu lia lịa, trịnh trọng nói cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy, thật sự là Trần Mỗ không biết lấy gì để áo đáp. Trước đó tôi nghe ngài nói muốn cải tạo thôn kiến trúc. Chỉ bằng để cho Trần Mỗ ở lại làm chân chạy vặt giúp ngài, đi theo bên cạnh ngài có được không? Nhà họ Trần chúng tôi còn có sản nghiệp ở lĩnh vực kiến trúc, có thể hỗ trợ một hai. Nghe Trần Bảy Roi nói vậy, Dương Bách Xuyên thoáng động lòng. Nếu Trần Bảy Roi giúp đỡ, ở lại thôn quản lý chuyện của thôn kiến trúc thì đúng là trợ lực lớn. Việc xây dựng cải tạo cần thời gian, anh không thể ở lại thôn mỗi ngày được. Vì lẽ đó... Những lời này của Trần Bảy Roi khiến anh rất cảm động. Nếu Trần Bảy Roi ở lại thì còn có thể đảm bảo an toàn cho bà nội nữa, thật sự là quá tuyệt vời. Nếu vậy thì Dương Bách Xuyên cảm thấy mình cần phải tặng Trần Bảy Roi một viên đan tạo hóa sinh cơ có thể cải thiện thể chất của hắn, chắc chắn có lợi cho con đường võ học của hắn sau này. Với công hiệu của đan tạo hóa sinh cơ, chưa biết chừng có thể giúp hắn phá vỡ vách ngăn minh kình. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên nhìn Trần Bảy Roi. Thẳng thắn nói, anh Trần, quả thật tôi cần một người như anh đến xử lý việc này, hơn nữa tôi đi rồi cũng cần có người trông nom bà nội. Nếu anh Trần giúp đỡ thì đúng là cầu được ước thấy. Chuyện nhỏ ấy mà, trong núi không khí trong lành, thích hợp cho tôi luyện võ. Ngày mai tôi sẽ chuyển đến đây, có thể làm chút việc cho cậu thì tôi cũng yên tâm. Trần Bảy Roi nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Dương Bách Xuyên thật sự cảm động. Anh nhìn Trần Bảy Roi và trịnh trọng nói, anh Trần đã có lòng như vậy, tôi không thể bạc đãi anh. Hôm nay tôi sẽ tặng anh một cơ may, nói không chừng có thể giúp anh lên cấp bậc ám kình trong võ học. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa thò tay vào túi lấy một viên đạn tạo hóa sinh cơ trong không gian bình càn khôn ra rồi vươn tay đưa tới trước mặt Trần Bảy Roi. Khi Trần Bảy Roi nhìn thấy viên đạn dược màu trắng sữa trong tay Dương Bách Xuyên và ngửi thấy mùi hương đan dược khiến người ta say mê. Hắn lập tức nghĩ đến lời đồn về Dương Bách Xuyên trong giới và cổ.
Trái tim đập dồn dập, toàn thân run rẩy, hắn thầm nói, sư phụ có đan tiểu bồi nguyên thật kìa. May mắn, đúng là may mắn lớn lao. Trần Bảy Do nhìn viên đan dược màu trắng sữa trong tay Dương Bách Xuyên mà nuốt nước bọt. Hắn tin tưởng câu Dương Bách Xuyên nói có thể giúp mình lên ám kình, bởi vì có viên đan dược kia thì chắc chắn không thành vấn đề. Nghĩ đến việc mình có thể bước vào ám kình, Trần Bảy Do kích động đến mức toàn thân run lên. Ám kình đó. Tổ tiên nhà họ Trần là cấp bậc ám kình, trong thời kỳ chiến loạn đã đánh cho lũ thổ phỉ trên hai ngọn núi phía Bắc và phía Nam kêu cha gọi mẹ, bảo vệ huyện cổ không bị thổ phỉ gieo họa, giúp nhà họ Trần nhận được sự kính yêu của người dân huyện cổ suốt gần trăm năm. Đến nay con cháu nhà họ Trần có thể hoành hành ở mảnh đất huyện cổ này là nhờ hưởng cái tiếng thơm của tổ tiên. Tất cả là bởi vì một vị tổ tiên cấp bậc ám kình. Con cháu nhà họ Trần cố gắng ròng rã mấy thập niên cũng không xuất hiện một ám kình, thậm chí Trần Bảy Roi tập võ từ năm 8 tuổi đến giờ cũng mới được minh kình. Và lại tâm pháp của gia tộc khiếm khuyết, có thể đạt được thành tựu hiện giờ đã là may mắn rồi. Trước khi gặp được Dương Bách Xuyên, Trần Bảy Roi có hơi tuyệt vọng nghĩ rằng có lẽ cuộc đời này mình không có duyên với ám kình. Nhưng sau khi gặp Dương Bách Xuyên, hắn không chỉ nhận được một bộ tâm pháp võ học khác hoàn chỉnh, mà bây giờ đan dược ở ngay trước mắt có thể giúp hắn chạm tới ám kình. Một khi hắn bước vào ám kình thì đó là dấu hiệu báo trước sau tổ tiên nhà họ Trần, Trần Bảy Roi hắn sẽ là người đưa nhà họ Trần trở thành thế gia võ cổ giả chân chính, trở nên vẻ vang hiển hách một lần nữa. Đừng nói làm chút việc cho Dương Bách Xuyên, dù bảo Trần Bảy Roi bán mình thì hắn cũng đồng ý không chút do dự. Hắn chắp tay, cẩn thận nói với Dương Bách Xuyên, Trần Bảy Roi cảm ơn sư phụ ban tặng, từ nay về sau tôi cam tâm tình nguyện nghe theo sư phụ sai khiến, không oán hận một câu. Nếu làm trái lời thề sẽ bị sét đánh. Trần Bảy Roi là người giang hồ, coi trọng nhất là nghĩa khí, cũng biết rằng trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí. Người khác cho bạn lợi ích, nếu bạn không báo đáp thì mối quan hệ này không duy trì được lâu. Hơn nữa, nếu mọi người biết thì sẽ nói rằng bạn không biết đối nhân xử thế. Trần Bảy Roi biết Dương Bách Xuyên không phải người bình thường, bản thân không lấy ra được cái gì hợp mắt Dương Bách Xuyên, điều duy nhất hắn có thể làm là trung thành, vì vậy hắn dứt khoát lập lời thề. Thái độ cần có vẫn phải có, Trần Bảy Roi có dự cảm sau này mình đi theo Dương Bách Xuyên tuyệt đối không tệ. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời thề của Trần Bảy Roi thì sững ra giây lát. Anh cũng không ngờ đối phương lại thề một cách trịnh trọng như thế, anh chưa từng nghĩ đến việc bắt người ta thề thốt bán mạng cho mình. Nhưng Trần Bảy Roi biết đối nhân xử thế như vậy lại khiến anh tán thưởng, càng cảm thấy mình không nhìn nhầm người, một viên đan tạo hóa sinh cơ này thật đáng giá. Anh biết từ nay về sau Trần Bảy Roi chính thức trở thành người bên mình. Dương Bách Xuyên mỉm cười nâng hắn dậy, anh Trần nói nghiêm trọng quá, sau này chúng ta là người một nhà, lúc tôi không ở thôn thì phải nhờ đến anh trông nom mọi việc trong nhà, nhất là bà nội tôi. Bà không muốn đi cố đô với tôi. Tôi và em gái đi rồi, người khiến tôi bận tâm nhất chính là bà. Bây giờ có anh thì tôi yên tâm rồi. Trần Bảy Roi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, trong lòng thầm nở nụ cười vì biết rằng Dương Bách Xuyên đã thật lòng đón nhận mình. Hắn trịnh trọng nói, sư phụ yên tâm, chỉ cần Trần Bảy Roi này còn sống thì bà cụ sẽ không có việc gì. Dương Bách Xuyên mỉm cười vỗ vai Trần Bảy Roi, đi thôi, chúng ta về nhà nào. Tối nay anh đừng đi mà hãy ở lại dùng đan tạo hóa sinh cơ. Tôi sẽ hộ pháp cho anh, giúp anh đạt thành ám kình. Dương Bách Xuyên dứt khoát tiễn Phật đến Tây Thiên, định dùng chân khí trợ giúp Trần Bảy Roi lên ám kình trong võ học. Có chân khí của anh cộng với đan dược thì giúp một võ cổ giả thăng cấp cảnh giới không thành vấn đề. Nghe Dương Bách Xuyên nói đan dược tên là đan tạo hóa sinh cơ, Trần Bảy Roi sửng sốt hỏi, sư phụ, không phải là đan tiểu bồi nguyên ư? Lẽ nào đan dược này còn có tên khác? Dương Bách Xuyên biết Trần Bảy Roi cũng coi lời đồn kia là thật, tưởng rằng mình có công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên, và đan dược trong tay mình là đan tiểu bồi nguyên. Anh cười ha hả đáp, anh Trần à, giới võ cổ đồn thổi chuyện tôi có công thức điều chế là sự thật, nhưng không phải đan tiểu bồi nguyên gì đó, thật ra chỉ là công thức điều chế của một loại rượu thuốc thôi. Tôi có trách nhiệm nói cho anh biết rằng công hiệu của đan tạo hóa sinh cơ mà tôi tặng anh còn tốt hơn đan tiểu bồi nguyên gì đó. Lát nữa anh uống là có thể cảm nhận được ngay. Trần Bảy Roi gật đầu, thì ra là thế. Chấm chấm chấm. Hai người về đến nhà, Dương Bách Xuyên giới thiệu Trần Bảy Roi cho bà nội,
sau đó dẫn hắn đến phòng mình. Anh bảo Trần Bảy Roi uống đan tạo hóa sinh cơ, còn mình thì đứng ở bên cạnh hộ pháp cho hắn. Trần Bảy Roi là võ cổ giả có thể chất khác người thường, cho nên Dương Bách Xuyên dùng cả một viên đan tạo hóa sinh cơ trong một lần luôn, dựa theo kinh nghiệm của anh thì Trần Bảy Roi có thể tiêu hóa được. Sau khi Trần Bảy Roi uống đan tạo hóa sinh cơ, Dương Bách Xuyên tức khắc trông thấy sắc mặt anh ta thay đổi, thoát cái mặt đã đỏ bừng như người say rượu. Anh biết năng lượng trong đan dược đang phân giải trong cơ thể Trần Bảy Roi, bèn ghé vào tai hắn nói, cắn chặt răng, vận chuyển tâm pháp, đừng suy nghĩ lung tung. Năng lượng khổng lồ của đan dược tràn vào kinh mạch trong cơ thể Trần Bảy Roi, lúc này toàn thân sẽ hơi đau đớn. Dương Bách Xuyên biết những điều này, vì vậy anh bảo Trần Bảy Roi cắn răng kiên trì, đồng thời áp một tay vào lưng hắn, dùng chân khí dẫn dắt năng lượng của đan dược trong cơ thể giúp hắn. Trần Bảy Roi cũng rất kiên cường, tuy trán đổ mồ hôi đầm đìa nhưng không rên một tiếng, vận chuyển tâm pháp thuật ngũ hành dẫn thể tu luyện theo yêu cầu của Dương Bách Xuyên. Khoảng nửa tiếng sau, bàn tay Dương Bách Xuyên áp vào lưng Trần Bảy Roi bỗng cảm nhận được cơ thể Trần Bảy Roi bỗng run lên, phát ra âm thanh rắc rắc. Anh khẽ mỉm cười rút tay về. Dương Bách Xuyên biết Trần Bảy Roi đã thuận lợi bước vào cấp bậc ám kình trong võ học. Còn lại chỉ cần hắn từ từ tiêu hóa năng lượng của đan dược trong cơ thể là có thể củng cố cảnh giới ám kình, giúp thân thể đạt tới một tầm cao mới. Dương Bách Xuyên nhìn một lúc, phát hiện Trần Bảy Roi không có dấu hiệu tỉnh lại, vì vậy anh dứt khoát ngồi lên giường tĩnh tọa tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Trần Bảy Roi mở mắt ra, đôi mắt sáng lạ thường. Lúc này hắn rất muốn huýt sáo một hơi dài, cũng muốn bật khóc thật to. Trong mấy nghìn võ cổ giả minh kình mới có một người lên ám kình, bây giờ Trần Bảy Roi hắn đã đạt được. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên tĩnh tọa bên cạnh, Trần Bảy Roi cảm động không thốt lên lời. Trần Bảy Roi biết tất cả những điều này là nhờ Dương Bách Xuyên ban tặng. Tối qua trong lúc hắn tiêu hóa năng lượng của đan dược, khi Dương Bách Xuyên áp tay vào lưng hắn hỗ trợ, hắn cảm nhận rõ một luồng nội lực dồi dào và thuần khiết từ tay Dương Bách Xuyên truyền tới. Hắn lập tức coi Dương Bách Xuyên là thần, cho rằng Dương Bách Xuyên chính là cao thủ tiên thiên vượt trên ám kình trong truyền thuyết võ đạo. Trần Bảy Roi chỉ từng đọc nội dung liên quan đến tiên thiên trong bản ghi chép của gia tộc. Trong giới võ cổ ngày nay, tiên thiên chính là thần thoại, đến giờ hắn vẫn chưa từng nghe nói giới võ cổ có tiên thiên tồn tại. Mà luồng nội lực mênh mông như biển của Dương Bách Xuyên khiến Trần Bảy Roi suy đoán anh là nhân vật thần thoại tiên thiên. Hắn càng thêm kính trọng Dương Bách Xuyên. Giờ khắc này Dương Bách Xuyên không biết rằng chân khí trong cơ thể bị Trần Bảy Roi hiểu lầm là nội lực mạnh mẽ thuần khiết, anh đã trở thành thần thoại tiên thiên trong giới võ cổ giả, đối phương càng thêm sùng bái anh. Lúc này Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng động bèn mở mắt ra, hai mắt phóng ra tia sáng xa một mét mới biến mất. Đây là tinh khí chỉ người tu chân mới có, tu vi càng cao thì tinh khí càng sáng, khoảng cách phóng ra ngoài càng xa, cuối cùng đạt tới thần thông giống như thiên nhãn. Đương nhiên hiện giờ Dương Bách Xuyên vẫn còn cách thần thông rất xa, nhưng vẫn dọa người vẫn luôn chờ bên cạnh không dám quấy rầy anh tu luyện là Trần Bảy Roi sợ chết khiếp. Sau khi tỉnh dậy phát hiện Dương Bách Xuyên đang tĩnh tọa, Trần Bảy Roi không dám quấy rầy, chỉ có thể đứng dậy quan sát và chờ anh tỉnh lại. Ai ngờ hắn vừa mới đứng dậy thì thấy Dương Bách Xuyên mở mắt ra, tiếp đó trong mắt phóng ra hai tia sáng giống như hóa thành thực chất, lần này suýt dọa chết Trần Bảy Roi luôn. Trần Bảy Roi vô thức quỳ xuống, trong lòng đã hoàn toàn coi Dương Bách Xuyên là nhân vật thần thoại tiên thiên vượt trên ám kình trong truyền thuyết võ cổ giả. Dương Bách Xuyên nhìn Trần Bảy Roi quỳ dưới đất, gượng cười bảo, anh Trần làm gì vậy, mau đứng lên đi. Nhưng Trần Bảy Roi đã kiên quyết coi anh là thần, vội vàng đáp lời, sư phụ có công lực hơn người, sau này ngài tuyệt đối đừng gọi tôi là anh Trần nữa, nếu muốn thì ngài có thể gọi tôi là thằng Bảy hoặc Bảy đều được. Kiếp này Trần Bảy Roi gặp được sư phụ đúng là phúc ba đời. Một viên đan dược một ám kình, Bảy Roi dập đầu cảm tạ ơn đức của sư phụ. Dứt lời hắn dập đầu lại Dương Bách Xuyên ba lần rồi mới đứng dậy. Sau đó nói, sư phụ, nếu ngài không dặn dò gì khác thì Bảy Roi lập tức về nhà thu xếp, tìm người xây dựng cải tạo nông thôn mới. Sư phụ không cần quan tâm đến việc này, mọi việc cứ giao cho Bảy Roi xử lý. Dương Bách Xuyên mờ mịt nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của Trần Bảy Roi, ngơ ngác gật đầu, trước mắt không có việc gì ngoài chuyện xây dựng thôn kiến trúc. Như vậy thì làm phiền anh Trần. Cầu xin sư phụ đừng gọi tôi là anh nữa, tôi giảm thọ mất.
Được thôi, tôi gọi anh là Bảy nhé. Vâng, Bảy Roi xin phép cáo từ trước, buổi chiều tôi lại đến phục vụ sư phụ. Ôi đừng vội, anh ăn cơm đã rồi hẵng đi cũng không muộn. Không cần, chuyện của tiên sinh là chuyện lớn. Bảy Roi xin cáo từ. Trần Bảy Roi nói xong, vội vàng rời đi. Dương Bách Xuyên cười gượng nhìn hắn rời đi, không hiểu tại sao sau một đêm Trần Bảy Roi lại cung kính với mình như vậy, có thể nói là quá cuồng nhiệt. Dương Bách Xuyên ăn sáng xong, cầm châm cứu định đến nhà viên Kim Phượng để châm cứu chữa trị chân cho mẹ cô ấy, nhưng bị em gái Dương San San cản lại, anh ơi từ từ hẵng đi, anh mau tìm Hương Hương về cho em đi. Dương Bách Xuyên nghe em gái nói vậy thì cười khổ trong lòng. Lúc về quê anh mang con chồn theo. Sau khi anh về đến nhà, tối hôm ấy con chồn Hương Hương hệt như ngựa hoang đứt cương, ngày nào cũng chui vào núi không về, thỉnh thoảng buổi tối nó mới xuất hiện, nhưng đến sáng hôm sau kiểu gì cũng biến mất không còn tăm hơi. Em gái Dương San San khá thích con chồn này. Mấy ngày nay không thấy nó đâu, cô bé rất nhớ nó. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng chẳng có cách nào. Chồn là thú hoang, nó chịu đi theo anh đã không dễ dàng. Sau khi bị Dương Bách Xuyên đưa từ thôn Dược Vương về thành phố lớn, hầu như ngày nào nó cũng bị nhốt ở nhà. Bây giờ khó khăn lắm Hương Hương mới được quay lại núi rừng, đoán chừng chưa chơi đã thì nó sẽ không về. Dương Bách Xuyên suy nghĩ chốc lát rồi chạy vào phòng tránh cho em gái nhìn thấy, sau đó lấy ra hơn 20 quả hồng thơm trong không gian bình càn khôn ra. Đây là loại trái cây con chồn thích nhất, ngon vô cùng, Dương Bách Xuyên cũng để dành cho em gái. Có điều sau khi về quê anh bận quá nên quên bén. Nếu không phải hôm nay em gái tìm anh đòi chồn, thì anh không nhớ ra chuyện cho em gái quả hồng thơm. Anh đặt quả hồng thơm vào đĩa rồi bưng ra ngoài, đây là loại quả Hương Hương thích nhất, nếu hôm nay nó về thì em cho nó ăn quả này, nó sẽ không đi nữa. Advertisement. Wow, quả ở đâu mà thơm thế anh? Trong lúc nói chuyện, cô bé không kìm được lấy một quả bỏ vào miệng, khen ngon không ngớt. Tối qua anh Trần mang đến. Em ăn từ từ thôi, anh có việc phải làm. Bây giờ Dương Bách Xuyên bịa chuyện như thần, tất nhiên anh không thể nói cho em gái biết chuyện mình có không gian bình càn khôn. Vâng, anh đi đi. Dương San San bị quả hồng thơm hấp dẫn, xua tay giục anh đi. Dương Bách Xuyên lắc đầu đi ra ngoài. Khi anh đến nhà viên Kim Phượng, từ xa đã thấy cô ấy đứng trước cổng nhìn đông ngó tây như đang chờ ai đó. Khi trông thấy bóng dáng Dương Bách Xuyên, cô ấy lập tức nở nụ cười, đồng thời vội vàng chạy tới, nhóc Xuyên đến rồi, chị chờ cậu đã lâu, cậu còn không tới thì chị sang nhà tìm cậu luôn đó. Chị Kim Phượng cố ý đợi em, khiến em vừa mừng vừa lo. Anh đã đoán được nguyên nhân viên Kim Phượng chờ mình, chắc là ngày hôm qua dùng đan tạo hóa sinh cơ đã có hiệu quả. Anh có thể nhìn ra điều này từ làn da trắng bóng hồng hào của viên Kim Phượng. Nhìn là da mịn màng căng bóng của đối phương, Dương Bách Xuyên không nhịn được nuốt nước miếng. Xem ra tình trạng của viên Kim Phượng giống tình trạng của em gái anh, làn da đã phục hồi. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm như vậy làm viên Kim Phượng càng thêm ngượng ngùng. Cô ấy trợn mắt nói chuyện đàng hoàng xem nào. Chị sốt ruột là bởi vì hôm qua mẹ chị đã uống thuốc và súp cá rồng cậu mang tới, sáng nay bà ấy nói rằng hình như cảm thấy chân hơi ngứa. Điều này chứng tỏ thuốc có hiệu quả. Nhóc Xuyên à, bây giờ chị đã tin cậu có thể chữa khỏi chân cho mẹ chị. Nếu mẹ chị thật sự có thể đứng lên một lần nữa, thì chị. Chị có làm trâu làm ngựa cho cậu cả đời cũng không báo đáp hết. Viên Kim Phượng nói đến câu cuối thì mặt đã đỏ đến tận cổ, giọng nói cũng nhỏ như mũi kêu. Nhưng Dương Bách Xuyên thính tai, nghe không sót một chữ. Anh mỉm cười đáp, chị Kim Phượng, nếu em chữa khỏi chân cho gì? Em không cần chị làm trâu làm ngựa, chị làm hầu gái ủ ấm chăn cho em thì có thể suy xét, ha ha. Toàn thân viên Kim Phượng chợt run lên, cô ấy càng thêm ngượng ngùng, lắc đầu nguầy nguậy, không. Không được, chị không thể hại cậu, ý chị là nhà chị còn ít tài sản, chỉ cần có thể chữa khỏi chân cho mẹ chị, giúp mẹ chị đứng lên một lần nữa, thì chị chia cho cậu một nửa gia sản cũng được. Thật ra Dương Bách Xuyên chỉ đùa thôi. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng như thiếu nữ của viên Kim Phượng, anh nuốt nước miếng cười ha ha, em không thiếu tiền, nhưng thiếu một hầu gái bưng trà rót nước. Cậu, chị, nếu cậu không sợ chị khắc cậu, thì chị làm hầu gái cho cậu cũng được. Viên Kim Phượng nói lý nhí. Ha ha ha, tự chị nói đấy nhé, em nhận hầu gái bưng trà rót nước là chị rồi,
trên đời này người có thể khác em vẫn chưa xuất hiện đâu, ha ha ha. Dương Bách Xuyên mừng thầm, cười như nắc nẻ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào nhà. Viên Kim Phượng không dám nhìn Dương Bách Xuyên, cúi đầu đi bên cạnh anh, nhủ thầm trong bụng, cậu ấy chỉ là một thằng nhóc, sao mình lại sợ bị cậu ấy nhìn chứ? Không được sợ, chỉ cần cậu ấy không sợ mình khác cậu ấy, thì bưng trà rót nước cho cậu ấy cũng có sao đâu. Cũng đâu phải làm chuyện kia. Nghĩ đến đây, Viên Kim Phượng cảm thấy lòng rối như tơ vò. Dương Bách Xuyên liếc nhìn Viên Kim Phượng thì thấy mặt cô ấy đỏ bừng. Anh không kìm được vui vẻ, thuận miệng hỏi, chị Kim Phượng, chị uống canh cá rồng có hiệu quả gì không? Hả, bị câu hỏi Dương Bách Xuyên kéo về thực tại, Viên Kim Phượng hả một tiếng rồi mới trả lời, chị đang định nói với cậu chuyện này đây. Sáng nay chị thấy toàn thân bị chóc ra, ban đầu chị sợ hết hồn, sau đó mới phát hiện đã mọc ra mới thay thế. Sau khi tắm, da toàn thân đều. Khi nói đến đây, Viên Kim Phượng bỗng thấy Dương Bách Xuyên nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, lúc này cô ấy mới nhận ra hình như mình đã nói nhiều. Cô ấy thầm phỉ nhổ bản thân, sao mình lại nhắc đến tắm rửa với cậu ấy làm gì? Ngại chết mất. Cô ấy ho khan vài tiếng để giảm bớt lúng túng rồi vội vàng đánh trống lảng, nói chung là da chị đã tốt hơn nhiều, chị cảm thấy mình giống như thiếu nữ 18 vậy. Còn nữa, ba chị cũng uống một bát canh cá, sáng nay không bị ho. Ông ấy còn nói là bệnh hen suyễn không phát tác. Khi nhắc đến mấy chuyện vui này, vẻ mặt Viên Kim Phượng tràn đầy chân thành, cô ấy nghiêm túc nhìn Dương Bách Xuyên và nói, nhóc Xuyên, cảm ơn cậu. Ha ha, chị Kim Phượng khách sáo quá, em cũng rất vui vì có thể giúp chị. Hồi em và em gái em đi học, nếu không có 1.000 tệ chị đưa cho thì chưa biết chừng bà nội sẽ không cho em gái em đi học, tính kỹ ra thì em phải cảm ơn chị mới phải. Sau này chúng ta là người một nhà, chị đừng khách sáo. Người một nhà, Viên Kim Phượng sửng sốt hỏi. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên nói sai, vội vàng chữa cháy, ý em là chúng ta giống như người một nhà, ha ha. Không hiểu sao Viên Kim Phượng lại cảm thấy ngọt ngào. Nhóc Xuyên đến đấy à? Lúc này Miêu Thúy Hoa ở trong phòng khách trông thấy Dương Bách Xuyên tới, bèn tiến đến tươi cười chào hỏi. Dì ơi! Hôm nay cháu sẽ châm cứu chữa trị chân cho dì. Dương Bách Xuyên đi tới, mỉm cười lên tiếng. Vất vả cho nhóc Xuyên rồi, hôm nay dì cảm thấy chân tê tê ngứa ngứa, chân đã có cảm giác rồi. Cảm ơn cháu, Miêu Thúy Hoa cảm ơn. Thưa dì, đây là việc cháu nên làm, chúng ta bắt đầu thôi. Được. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên mở hộp châm cứu ra. Lục tìm trong đầu truyền thừa liên quan đến châm cứu mà sư phụ truyền dạy. Hễ là truyền thừa y thuật được vị tản tiên đỉnh cấp đã vượt qua 12 kiếp nạn như sư phụ anh siêu tầm, thì đều là y thuật có giá trị. Trước đây anh đã ôn tập truyền thừa y thuật liên quan đến châm cứu nên tìm thấy rất nhanh, có một bộ phương pháp châm cứu thích hợp cho luyện khí kỳ tầng 2 sử dụng tên là châm âm dương ngũ hành. Trong phần giới thiệu của châm âm dương ngũ hành có ghi cơ thể con người là tổ hợp được cấu tạo từ âm dương hòa hợp và 5 nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi huyệt vị đều có âm và dương, phân biệt thuộc tính ngũ hành. Có châm âm, châm dương, âm dương cân bằng, ngũ hành tương sinh tương khắc. Chỉ khi âm dương cân bằng, ngũ hành tương sinh tương khắc tuần hoàn thì cơ thể con người mới có thể không mắc bệnh, nhờ đó mà sống lâu. Châm âm dương ngũ hành ghi rất chi tiết về thuộc tính của mỗi huyệt vị trên cơ thể con người, châm cứu bằng chân khí thì mới có hiệu quả. Đây là một bộ phương pháp châm cứu dùng cho người tu chân, thật sự là có hiệu quả vô cùng kỳ diệu. Dương Bách Xuyên cảm thấy mình chỉ cần luyện tập và nghiên cứu tường tận châm âm dương ngũ hành là có thể chữa bệnh cho người bình thường, nói là có thể chữa khỏi 80% cũng không quá chút nào. Đối với chứng bệnh tắc nghẽn mạch máu và xơ cứng cơ bắp ở chân của mẹ Viên Kim Phượng, có châm âm dương ngũ hành là đủ rồi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Dương Bách Xuyên lấy ra một cây châm bạc, bắt đầu đâm vào chân Miêu Thúy Hoa. Dưới tác động của chân khí, đuôi châm bạc rung lên phát ra tiếng ong ong. Theo ghi chép trong châm âm dương ngũ hành, châm dương có thuộc tính khá mạnh, không được đâm quá nhanh, bởi vì là châm chậm nên phải nhẹ nhàng. Trong nửa tiếng Dương Bách Xuyên đã đâm 36 cây châm dương. Tiếp theo là châm âm. Châm âm là châm nhanh, yêu cầu phải đâm liền 12 cây một mạch. Trong thời gian 3 nhịp thở anh đâm xong 36 châm dương.
72 châm cả âm lẫn dương đã đủ để chữa khỏi chân cho Miêu Thúy Hoa. Viên Kim Phượng ở bên cạnh ngây ngốc nhìn Dương Bách Xuyên nghiêm túc chăm chú chữa trị chân cho mẹ mình, trong đầu vang lên một câu, đàn ông hấp dẫn nhất là lúc nghiêm túc làm việc. Nhưng ngay sau đó Viên Kim Phượng trợn tròn mắt, bởi vì trong tầm mắt của cô ấy, tay Dương Bách Xuyên biến thành bóng mờ, đâm châm bạc vào các vị trí trên cơ thể mẹ mình với tốc độ khó mà nhìn thấy bằng mắt thường. Mà trán anh thì đổ mồ hôi ròng ròng. Lúc này, hai mắt Viên Kim Phượng sáng lấp lánh. Trong thời gian 3 nhịp thở, Dương Bách Xuyên đã hoàn thành 36 châm nhanh, mỗi châm đều dùng đến chân khí. Sau khi hoàn thành anh mệt lả, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cơ thể lảo đảo ngã về phía sau. Tức thì một mùi hương phả vào mũi anh nhận ra mình ngã vào lòng Viên Kim Phượng. Có câu người đẹp trong lòng và trong lòng người đẹp, hai vế này nghe na ná nhau nhưng Dương Bách Xuyên cho rằng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như lúc này. Bởi vì kiệt sức mà anh ngã vào lòng Viên Kim Phượng. Anh cảm thấy hạnh phúc đong đầy, còn hạnh phúc như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Nhóc Xuyên, cậu sao thế? Viên Kim Phượng vô cùng lo lắng. Kim Phượng mau dìu nhóc Xuyên lên sofa nghỉ ngơi đi. Thằng bé này vì mẹ mà mệt lả rồi này. Giọng nói của Miêu Thúy Hoa tràn đầy đau lòng. Đừng lo, cháu nghỉ ngơi một lát là ổn. Dương Bách Xuyên yếu ớt cất lời. Thật ra anh muốn dựa vào lòng người đẹp thêm một lát nữa. Nhưng thực tế là anh được Viên Kim Phượng dìu lên sofa nằm. Mặc dù hơi lưu luyến, nhưng quả thật bây giờ anh cần nghỉ ngơi. 72 châm, châm nào cũng chứa chân khí, thật sự không phải chuyện đùa. Nhất là 36 châm nhanh gần như đã tiêu hao hết chân khí và tinh lực trong người anh. Châm âm dương ngũ hành có tổng cộng 108 châm, hiện tại anh có thể thực hiện nhiều nhất 72 châm. Nếu không vì chữa khỏi chân cho Miêu Thúy Hoa trong một lần, thì anh sẽ không liều mạng như vậy, có thể bắt đầu từ 12 châm rồi cách mấy ngày lại tăng thêm số lượng châm cũng được. Nhưng tính tình Dương Bách Xuyên hơi nóng vội, hơn nữa anh biết mẹ con Viên Kim Phượng rất mong hồi phục, vì vậy anh dứt khoát khiêu chiến cực hạn của bản thân, thực hiện 72 châm. Kết quả là bản thân mệt lử. Châm pháp châm âm dương ngũ hành bắt đầu từ 12 châm lên đến 24 châm, 36 châm, 70 châm. Cuối cùng là 108 châm. Mỗi giai đoạn có tác dụng khác nhau, càng về sau càng khó thực hiện, nhưng kết quả đạt được cũng tốt hơn. Dương Bách Xuyên cũng biết 72 châm hôm nay là quá sức mình. Nếu tu vi của anh tiến thêm một bước lên đến luyện khí kỳ tầng 3, thì việc châm cứu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Anh thầm nhủ mình phải cố gắng tu luyện mới được. Trong truyền thừa của sư phụ, cái gì cũng chiếu theo tiêu chuẩn của người tu chân. Không có nền tảng tu vi thì có rất nhiều công pháp anh không thể thực hiện. Dương Bách Xuyên nằm trên sofa, Viên Kim Phượng rót cho anh một cốc nước. Anh vươn tay nhận thì phát hiện ra tay mình run bần bật. Lúc này Viên Kim Phượng giống như một người chị gái chăm sóc em trai bị ốm, cậu nằm yên đó, để chị đút cho cậu uống. Cô ấy vừa nói vừa dùng một tay đỡ sau lưng Dương Bách Xuyên, tay còn lại đưa cốc nước đến bên miệng anh. Tên họ Dương nào đó thích ý uống một hớp, cảm thấy cốc nước này thật ngọt. Anh nhìn Viên Kim Phượng, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ chị thành hầu gái bưng trà rót nước cho em thật rồi này. Cảm giác rất tuyệt vời, ha ha. Nhưng tiếc là những điều tốt đẹp luôn ngắn ngủi. Dương Bách Xuyên hãy còn lưu luyến mà Viên Kim Phượng đã buông anh ra. Lúc này anh cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trịch, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chấm chấm chấm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh bị Viên Kim Phượng lay dậy. Nhóc Xuyên mau dậy đi, dậy nào. Dương Bách Xuyên mở mắt ra hỏi, sao vậy chị? Mẹ chị nói là chân hơi đau, có phải là cần rút châm rồi không? Viên Kim Phượng không hề lo lắng, trái lại còn hết sức vui vẻ. Chân của mẹ cô ấy đã mất cảm giác hơn 10 năm, bây giờ mẹ lại nói là cảm thấy đau. Việc này nói lên điều gì? Nói lên Dương Bách Xuyên châm cứu có hiệu quả nhanh chóng. Thấy đau chứng tỏ có cảm giác, có hy vọng bình phục. Vì vậy Viên Kim Phượng kích động đánh thức Dương Bách Xuyên đang ngủ say. Dương Bách Xuyên sửng sốt, khẽ nở nụ cười, chị đừng lo, đây là chuyện tốt. Để em dậy kiểm tra. À phải rồi, em đã ngủ bao lâu vậy chị? Khoảng hơn một tiếng, cậu cảm thấy thế nào? Viên Kim Phượng ân cần hỏi han. Vẫn ổn ạ. Ngủ một giấc xong em đỡ hơn nhiều rồi.
Dương Bách Xuyên vừa nói vừa đứng dậy đi tới bên cạnh Miêu Thúy Hoa, sau đó đặt tay lên chân bà ấy, dùng chân khí kiểm tra. Sau đó, anh mỉm cười nói, chúc mừng gì, kinh mạch bị tổn thương đã thông hoàn toàn, mạch máu trên đùi cũng khôi phục sự tuần hoàn. Lát nữa cháu sẽ rút châm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bây giờ gì có thể đứng dậy. Có lẽ tạm thời đi bộ hơi khó khăn, nhưng hàng ngày gì tập đi bộ nhiều một chút thì chưa đầy một tháng có thể khôi phục như bình thường. Nhóc Xuyên, thật ư, Miêu Thúy Hoa run rẩy hỏi. Bà ấy đã bị liệt 10 năm, chỉ mình bà ấy mới biết những đau khổ trong đó. Không một giây phút nào bà ấy ngừng mong muốn ngủ một giấc dậy là chân có thể đứng lên được. Mấy năm qua bà ấy và con gái Viên Kim Phượng đã đến hầu hết các bệnh viện trên cả nước, thuốc đã uống hơn 100 cân mà chẳng thấy tình hình khởi sắc. Dương Bách Xuyên mang đến hy vọng cho bà ấy một lần nữa, hơn nữa hôm nay niềm hy vọng đã trở thành hiện thực, sao Miêu Thúy Hoa có thể không kích động cho được. Đột nhiên Dương Bách Xuyên cấp tốc rút châm trên chân Miêu Thúy Hoa ra, sau đó đi đến bên cạnh bà ấy và chìa tay ra, để cháu đỡ gì, dì thử từ từ đứng lên xem có thật không. Con đỡ mẹ, thật ra Viên Kim Phượng căng thẳng hơn ai hết, có thể nói chân của Miêu Thúy Hoa bị liệt hơn 10 năm là vì cô ấy. Mỗi đêm Viên Kim Phượng nghĩ đến chân của mẹ đều khóc thầm, không ai mong mỏi Miêu Thúy Hoa có thể đứng lên một lần nữa hơn cô ấy. Lúc này Viên Kim Phượng và Dương Bách Xuyên mỗi người một bên dìu Miêu Thúy Hoa, mong chờ bà ấy đứng dậy. Ngoài mặt Viên Kim Phượng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã nổi sóng to gió lớn. Cô ấy kìm nén không dám lên tiếng vì sợ mình vừa cất lời, mọi hy vọng sẽ tan biến. Miêu Thúy Hoa từ từ đứng dậy trong sự cổ vũ của Dương Bách Xuyên và con gái. Bà ấy bắt đầu đứng lên từng chút một. Dì thử xem có đi được không? Dương Bách Xuyên cũng hơi căng thẳng, không biết rốt cuộc hiệu quả của châm âm dương ngũ hành ra sao. Lúc anh dùng chân khí kiểm tra, chân của Miêu Thúy Hoa đã hồi phục. Trước đó anh nói với hai mẹ con họ là nắm chắc 7 phần, thật ra là lời khiêm tốn. Để tăng tỷ lệ thành công, anh đã liều mạng thực hiện 72 châm với hy vọng chữa khỏi chân của Miêu Thúy Hoa trong một lần duy nhất. Được, dì thử nha, Miêu Thúy Hoa rưng rưng nước mắt. Thật ra khoảnh khắc mình có thể đứng dậy, bà ấy đã biết là chân mình khỏi rồi, được Dương Bách Xuyên chữa khỏi. Trước cái nhìn chăm chú của Dương Bách Xuyên và Viên Kim Phượng, Miêu Thúy Hoa run rẩy nhấc chân trái lên giống như người mới tập đi. Sau đó, bà ấy bước đi bước đầu tiên. Giây phút này bà ấy nghẹn ngào trong nước mắt, nhóc Xuyên. Dì đứng được rồi này, chân dì khỏi rồi cháu ơi. Một câu nói đơn giản nhưng chất chứa bao niềm kích động và chua xót. Dương Bách Xuyên cũng vui thay Miêu Thúy Hoa, chúc mừng dì. Cuối cùng thì lúc này Viên Kim Phượng cũng bộc phát áp lực trong lòng, cùng với tâm trạng buồn bã đè nén suốt 10 năm và nỗi ấy náy với mẹ. Khi nhìn thấy mẹ thành công đứng dậy và bước đi bước đầu tiên, rốt cuộc gánh nặng treo trong lòng suốt 10 năm cũng rơi xuống. Viên Kim Phượng bật khóc, mẹ ơi, mẹ đứng được rồi, mẹ đã khỏi rồi, mẹ đã khỏi rồi, hu, hu. Cô ấy ôm mẹ khóc nức nở. Hai mẹ con vỗ về nhau một lúc rồi buông ra. Viên Kim Phượng đi tới cạnh Dương Bách Xuyên, trên mặt nở nụ cười mà nước mắt cứ tuôn rơi. Đột nhiên cô ấy ôm Dương Bách Xuyên, nói nhỏ bên tai anh, cảm ơn cậu, nếu cậu muốn thì chị sẽ bưng trà rót nước cho cậu, làm hầu gái của cậu. Nghe thấy lời nói thì thầm của Viên Kim Phượng, Dương Bách Xuyên rất vui, anh biết rằng kể từ lúc này mình đã dùng y thuật giành được trái tim mỹ nhân. Đương nhiên anh gần gũi với Viên Kim Phượng phần lớn là vì đồng cảm và thương xót cô ấy. Anh giúp đỡ Viên Kim Phượng cũng là để báo đáp ân tình năm xưa cô ấy đã hỗ trợ anh và em gái 1.000 tệ đi học. Mặt khác, mẹ của Viên Kim Phượng là một người giàu tình thương. Thật ra quan hệ của người dân thôn Thượng Dương rất hài hòa, nếp sống giản dị. Hồi anh còn nhỏ, ba bà cháu anh đã nhận không ít ân huệ của người trong thôn, Dương Bách Xuyên rất cảm kích mỗi người họ. Bây giờ anh đã có khả năng giúp đỡ thì tất nhiên sẽ giúp đỡ. Đương nhiên kỳ thật anh cũng thích chị gái Viên Kim Phượng nhà bên, nói không thích là nói dối. Nhưng từ trước đến giờ Dương Bách Xuyên chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng người ta, anh muốn giúp đỡ cô ấy hơn cả. Dương Bách Xuyên cười ha ha, chị Kim Phượng mau buông ra, dì đang nhìn kìa, chị ôm em thế này em ngại lắm. Viên Kim Phượng đỏ mặt lườm anh rồi buông ra. Lúc này Miêu Thúy Hoa làm như không nhìn thấy gì hết, nở nụ cười dịu dàng, Kim Phượng,
mẹ đi chậm chậm trong sân đây, con mau nấu cơm cho nhóc Xuyên đi. Dứt lời bà ấy lại nhìn Dương Bách Xuyên dặn dò, nhóc Xuyên à, hôm nay cháu không được đi, nhất định phải ở lại ăn bữa cơm để dì cảm ơn cháu đàng hoàng. Vâng ạ, để cháu dìu dì ra ngoài. Không cần đâu, hôm nay cháu mệt rồi, cứ ngồi xuống nghỉ ngơi thoải mái, để Kim Phượng nấu cơm cho cháu. Hiện tại dì cảm thấy chân có sức rồi, không ngã được. Trong khi nói chuyện bà ấy đã ra khỏi phòng khách. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Viên Kim Phượng và Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn Viên Kim Phượng đang ngượng ngùng, hắng giọng nói, à ừm. Hầu gái đi nấu cơm cho cậu đi. Hi hi, Viên Kim Phượng bật cười thành tiếng, cậu chủ chờ thiếp, thiếp đi ngay đây. Từ khi tu chân, Dương Bách Xuyên chưa từng ăn no căng tròn. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên anh ăn no căng bụng. Bởi vì anh chữa khỏi chân cho mẹ của Viên Kim Phượng, cho nên trên bàn cơm hai mẹ con biến lòng cảm ơn thành từng đũa thức ăn. Nhất là Miêu Thúy Hoa gần như không ăn gì, cứ liên tục gắp thức ăn vào bát cho Dương Bách Xuyên. Nhà họ Viên có Viên Kim Phượng nên điều kiện sống miễn bàn, cô ấy tốn 3 tiếng đồng hồ làm 15-16 món ăn để cảm ơn Dương Bách Xuyên. Cô ấy và mẹ mình thay phiên nhau xới cơm và gắp thức ăn cho Dương Bách Xuyên. Ban đầu Dương Bách Xuyên không từ chối, dù sao anh cũng ăn nhiều. Kết quả là bất chi bất giác anh đã ăn quá no. Giữa chừng Viên Đại Thành về nhà trong tình trạng say bí tỉ, sau đó nâng ly chạm cốc với Dương Bách Xuyên, hai người uống hết nửa thùng rượu trắng Lê Hoa Xuân thượng hạng. Đương nhiên kết quả là Viên Đại Thành say khướt. Bữa cơm kéo dài đến 2 giờ chiều mới kết thúc, Dương Bách Xuyên ưỡn bụng rời khỏi nhà họ Viên. Viên Kim Phượng ra ngoài tiễn anh. Hai người đi trên đường, Dương Bách Xuyên hỏi cô ấy, chị Kim Phượng có đi đó đi đây nữa không? Viên Kim Phượng ngây ra một lúc rồi nói, chị xem cậu là em trai nên nói thật với cậu vậy. Đúng như người trong thôn đồn đãi, chị thừa kế một khối tài sản lớn của một thương nhân Hồng Kông, hiện đang sở hữu một công ty có giá trị vốn hóa thị trường hơn 100 triệu. Nhưng mà chị không am hiểu kinh doanh nên thuê người quản lý. Bây giờ chị chẳng muốn làm gì hết. Chị hơi chán ghét cuộc sống bên ngoài, rất muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian. Chị sẽ ở nhà bầu bạn với ba mẹ một thời gian ngắn. Nhóc Xuyên à, cậu được đi học, có học thức, chị có thể cho cậu công ty kia. Thật đấy, chị có đủ tiền tiêu là được, dù sao chị cũng không hiểu gì về công ty. Cậu chữa khỏi chân cho mẹ chị, thỏa mãn nguyện vọng hơn chục năm dòng của chị không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Chị thật sự muốn trao công ty cho cậu. Miễn là cậu không chê. Dứt lời cô ấy thở dài nói, có lẽ cậu sẽ chê cười chị, cho rằng chị bám lấy một lão già, chiếm được tài sản. Đúng vậy, sự thật đúng là như thế. Năm ấy chị đến phía Nam làm thuê, từng rửa bát, từng làm nhân viên phục vụ, từng phát tờ rơi. Thậm chí chị suýt bị tổ chức bán hàng đa cấp lừa tiền lừa tình. May mà trời thương, cái đêm chị gia nhập tổ chức bán hàng đa cấp, tổ chức đó bị cảnh sát triệt tiêu nên chị thoát nạn. Lúc đó trên người chị chẳng còn đồng nào, có một chú cảnh sát tốt bụng cho chị 50 tệ ăn cơm. Đêm hôm ấy chị ngủ dưới gầm cầu. Sáng hôm sau thức dậy, chị nhặt được một chiếc ví tiền ở ven đường, bên trong không có tiền nhưng có một thẻ chứng minh thư, một tấm danh thiếp và một bức ảnh cũ trông khá giống chị. Trên danh thiếp viết dòng chữ Tổng Giám Đốc Công ty X. Lúc ấy chị biết mình rất cần tiền, cần phải làm một kẻ có tiền. Chị không muốn bị đói. Không muốn ngủ dưới gầm cầu, không muốn ngâm tay trong nước lạnh rửa bát mười mấy tiếng một ngày, không muốn. Trong khi đó, có lẽ tấm danh thiếp và chứng minh thư viết bằng chữ Singapore kia có thể cho chị một miếng cơm ăn. Vì vậy chị đến bốt điện thoại công cộng gọi vào số điện thoại trên danh thiếp. Khoảng một tiếng sau, một chiếc xe hơi màu đen trông rất cao cấp xuất hiện. Khi ấy chị không biết là xe gì, về sau mới biết đó là xe Bentley thương vụ có giá hơn 8 triệu. Xe dừng trước mặt chị, một ông già khoảng 70-80 tuổi ngồi trong xe. Ông ấy bảo chị lên xe, lúc đó chị chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng cần nghĩ ngợi mà lên xe luôn. Trên xe, chị kiểm tra đối chiếu với chứng minh thư thì thấy đúng là chủ thẻ, bèn trả lại cho người ta. Sau khi trò chuyện chị mới biết hôm trước ví tiền của ông ấy bị lấy cắp, tiền bên trong chỉ là chuyện nhỏ, còn chứng minh thư và ảnh thì cực kỳ quan trọng. Ông ấy hỏi chị muốn gì? Chị trả lời là muốn tiền. Ông ấy mỉm cười nhìn chị, khen chị rất thành thật.
Sau đó ông ấy nói rằng muốn tiền cũng được, ông ấy không thiếu tiền, nhưng có một điều kiện là chị phải lấy ông ấy. Chị xem tuổi tác thì ông ấy có thể làm ông nội chị luôn. Nếu là lúc bình thường thì e là chị sẽ cắn ông ấy một phát, nhưng lúc đó chị không làm vậy, bởi vì chị biết mình chỉ là một cô gái tứ cố vô thân giữa thành phố lớn, một đứa sao chổi bị nhà chồng đuổi đi, một con nhỏ miền núi. Thế là chị đồng ý lấy ông ấy, làm vợ ông ấy. Chị cứ tưởng ông ấy bảo chị lấy ông ấy là làm kẻ thứ ba gì đó cơ, nhưng ai dè ông ấy đã hơn 70 mà chưa vợ chưa con. Sau đó, chị theo ông ấy đến Singapore. Sau khi kết hôn chị mới biết nguyên nhân thật sự khiến ông ấy cưới chị là bởi vì chị rất giống mối tình đầu hồi trẻ của ông ấy. Chị đã xem ảnh chụp, quả thật rất giống, giống đến 8-9 phần. Bọn chị đã kết hôn nhưng ông ấy không chạm vào chị. Ông ấy nói rằng bản thân có tài sản hơn 100 triệu nhưng không thể làm cho người yêu sống lại, không mua được thời gian. Ông ấy cưới chị chỉ vì tưởng nhớ mối tình đầu mà thôi. Ông ấy đến Singapore trong thời kỳ cải cách văn hóa. Hồi trẻ ông ấy thích mối tình đầu của mình, nhưng bị ba mẹ đằng gái phản đối, chê ông ấy nghèo, vì vậy ông ấy sang Singapore liều mạng kiếm sống. 40 năm sau ông ấy trở về thì bạn gái đã qua đời vì bệnh tật. Ông ấy nói rằng đó là niềm nuối tiếc nhất trong đời mình, sự xuất hiện của chị chính là một kiểu ký thác nỗi niềm. Tiếc là chưa đầy nửa năm thì ông ấy phát bệnh trong lúc đang dùng bữa, nghẹt thở qua đời. Sau đó chị thừa kế tài sản của ông ấy một công ty có giá trị vốn hóa thị trường hơn 100 triệu. Viên Kim Phượng bình tĩnh kể lại câu chuyện về bản thân mình với vẻ mặt tự giễu. Nhưng Dương Bách Xuyên không cười nhạo cô ấy, ngược lại càng cảm thấy Viên Kim Phượng rất đáng thương. Về chuyện cô ấy lựa chọn kết hôn với một ông già hơn 70 tuổi, anh có thể thấu hiểu. Khi con người rơi vào cảnh khốn cùng, nếu bế tắc thì ngay cả chuyện giết người phóng hỏa cũng làm được. Huống chi chỉ cần lấy một ông già 70 là có thể thay đổi vận mệnh của mình. Và lại sau khi kết hôn, ông lão kia không chạm vào Viên Kim Phượng, nếu nói hai người kết hôn thì chẳng thà nói là thương nhân Hồng Kông kia tìm một nơi gửi gắm nỗi niềm về mối tình đầu. Có lẽ trong mắt người ngoài, Viên Kim Phượng là một kẻ vì tiền mà không từ thủ đoạn, lấy một lão già. Nhưng Dương Bách Xuyên cho rằng cô ấy làm vậy là vì sinh tồn. Đừng thấy xã hội ngày nay phồn hoa như gấm mà lầm, có ai biết được vẫn có người lận đận long đong. Vẫn có người giống như con kiến vùng vẫy giữa dòng đời. Có người vì lý tưởng mà gánh áp lực lớn bò lê bò lết như ốc sên. Ai cũng là người bình thường, không có ai cao quý hơn ai. Có lẽ cũng có người cao quý đấy, nhưng chắc chắn chỉ là số ít. Ngay cả bản thân Dương Bách Xuyên. Nếu không có truyền thừa tu chân của sư phụ thì khi nghe Viên Kim Phượng nói muốn tặng một công ty có giá trị vốn hóa thị trường hơn 100 triệu, anh nhất định sẽ động lòng, bởi vì anh chỉ là hạt bụi nhỏ bé trốn hồng trần. Không ai tránh được chữ tục, câu chuyện của Viên Kim Phượng chỉ là một bức tranh thu nhỏ giữa hàng ngàn hàng vạn sinh linh. Dương Bách Xuyên tin rằng có rất nhiều người giống cô ấy. Về việc Viên Kim Phượng muốn tặng công ty, Dương Bách Xuyên nhìn ra cô ấy tuyệt đối không giả vờ thăm dò. Mà là thật lòng muốn tặng anh. Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ nhận ư? Đáp án là không. Vẫn là câu nói kia, anh là người tu chân, là một người đàn ông tu chân đầu đội trời chân đạp đất. Đừng nói là giá trị vốn hóa thị trường hơn 100 triệu, cho dù hơn tỷ anh cũng không cần. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Viên Kim Phượng sau khi kể chuyện xong, Dương Bách Xuyên mỉm cười vươn tay dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy, chị Kim Phượng. Chị là nha hoàn bưng trà rót nước của em là chủ nhân của chị, sau này em sẽ có nhiều tiền hơn chị, vì vậy chị cứ giữ lại công ty cho mình đi. Nếu một ngày nào đó em biến thành kẻ nghèo rất mồng tơi thì em mới quay về tìm chị, rồi chị bao nuôi em có được không? Phụt, cậu đó, chẳng đứng đắn gì cả. Chị nghiêm túc đấy, không đùa với cậu đâu. Viên Kim Phượng bị từ bao nuôi của Dương Bách Xuyên chọc cười. Em cũng nghiêm túc mà. Còn nữa. Chị đừng để bản thân sống mệt mỏi quá, sau này hãy vui vẻ lên, tuyệt đối đừng nghĩ mình là sao chổi. Chị là nữ thần trong mắt em, tốt xấu gì chị cũng là phú bà, sao lại mê tín lạc hậu như thế? Chị coi mấy ngày nay em ở cạnh chị suốt, chẳng phải em vẫn khỏe ri đấy sao? Được rồi, chị đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em hiểu hành vi của chị cũng đâu làm gì sai. Người sống vì mình chứ không phải sống cho người khác nhìn. Từ giờ trở đi chị chính là nha hoàn của em là chủ nhân, không cho phép chị buồn bã.
hi hi, ngày mai chị nhớ đến hồ tiên nữ, em đợi chị cùng tắm chung, ha ha ha. Dương Bách Xuyên cười to, nói xong liền chạy mất. Viên Kim Phượng đỏ mặt nhìn bóng lưng anh rời đi, cũng biết là thật ra đối phương đang khuyên bảo mình, cho nên không để bụng lời nói đùa của anh. Cô ấy khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng Dương Bách Xuyên đi xa dần rồi lẩm bẩm một mình, danh con muốn chấm mút chị á. Chị chỉ đồng ý bưng trà rót nước cho cậu thôi chứ không đồng ý làm chuyện khác. Có điều ngày mai mình cũng muốn đi hồ tiên nữ tắm rửa. Lúc Dương Bách Xuyên về đến nhà, phát hiện Trần Bảy Roi đã trở lại, nhìn thấy Dương Bách Xuyên vội chạy đến, nói tiên sinh, tôi đã điều động đội công trình nhà họ Trần đến, họ đang ở sườn núi phía nam, ngài xem khi nào có thể khởi công. Dương Bách Xuyên rất thưởng thức thái độ làm việc của Trần Bảy Roi, nhưng khi nghe được lời nói của hắn, anh cũng có chút ngây người. Khởi công càng nhanh càng tốt, nhưng quy hoạch như thế nào còn phải cần suy nghĩ, cần tìm Lưu Trấn Quốc thương lượng. Nở nụ cười khổ, nói anh Bảy, khởi công càng nhanh càng tốt, nhưng còn chưa có quy hoạch, trong đội công trình anh thuê đến có ai là nhà thiết kế kiến trúc không? Có, tôi đã đặc biệt điều động hai nhà thiết kế kiến trúc đến, một người nghiên cứu kiến trúc phương Tây, một người nghiên cứu kiến trúc Hoa Hạ. Trong tay bọn họ đều có bản vẽ mẫu xây dựng nông thôn kiểu mới, tôi gọi bọn họ đến cho tiên sinh xem thử. Anh làm việc quá chu đáo, được, anh gọi bọn họ đến đây. Nếu có bản vẽ thiết kế nông thôn, vậy hôm nay có thể khởi công. Dương Bách Xuyên rất vừa lòng với cách làm việc của Trần Bảy Roi. Trần Bảy Roi gật đầu đi gọi điện thoại, Dương Bách Xuyên cũng gọi điện cho Lưu Trấn Quốc, bảo ông ta đến nhà anh cùng nghiên cứu kiến trúc xây dựng nông thôn mới. Đội kiến trúc Trần Bảy Roi mang đến đang cắm trại ở chỗ đất hoang phía nam sườn núi đối diện thôn. Sau khi gọi điện thoại, rất nhanh hai nhà thiết kế kiến trúc đã mang theo bản thiết kế đến. Không bao lâu Lưu Trấn Quốc cũng đã đến nhà của Dương Bách Xuyên. Mấy người ngồi ở trong phòng, bà nội và em gái bắt đầu nấu cơm chiều đãi khách. Ở nông thôn, khác đến nhà nấu cơm là lễ nghĩa, cho dù điều kiện gia đình như thế nào cũng phải có một bữa cơm, nên đạo đãi khách ở nông thôn thường có tiếng nhiệt tình. Mấy người cùng nhau thương lượng, quan sát bản vẽ do hai nhà thiết kế kiến trúc mang đến, cuối cùng lựa chọn bản vẽ sáp nhập của Trung Tây. Bên ngoài dùng kiến trúc Hoa Hạ, bên trong xây theo thiết kế phương Tây, bao gồm cả trang trí. Theo ý kiến của Dương Bách Xuyên, cái nào tốt thì dùng cái đó. Cả thôn có tổng cộng 32 hộ gia đình, anh tu sửa dựa theo tiêu chuẩn 50 hộ gia đình. Mỗi nhà gồm 2 tầng 1 sân, chi phí dự đoán tầm 30 vạn một hộ, 50 hộ là 1.500 vạn. Hơn nữa Dương Bách Xuyên yêu cầu nông thôn mới cần phải có một trung tâm hoạt động cho người già, thư viện, hoàn thành kiến tạo toàn bộ thôn cần tiêu tốn khoảng 2.000 vạn. Một chuyện khác là cải tạo thôn cũ, phải sửa chữa một vài phòng ở cũ kỹ, còn phải ghép nhà tổ ba đời liên tiếp lại với nhau, sửa chữa cải tạo trang trí thôn, chi phí dự đoán vượt qua 2.500 vạn. Cải tiến cũ mới tổng hết 4.500 vạn. Dự chi này nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên, ban đầu anh còn dự đoán trong lòng ít nhất cũng chỉ hết mấy trăm vạn, nhiều nhất là hơn ngàn vạn, không nghĩ đến phải tiêu tốn gần 4.500 vạn. Trước mắt anh không có nhiều tiền như vậy, trên người chỉ có khoảng 4 đến 500 vạn tiền đan chú nhan. Do anh yêu cầu quá cao, nếu không cũng không đến bằng đấy tiền. Nhưng nếu đã làm phải làm được tốt nhất, không có tiền thì nghĩ cách kiếm là được. Anh không lo lắng chuyện này, cùng lắm thì luyện chế hai lò đan dược cầm đi bán đấu giá. Bây giờ trên người anh có linh dược long huyết, có thể luyện chế một vài đan dược có cấp bậc giống như đan tạo hóa sinh cơ. Vì vậy anh chuẩn bị đi kiếm thêm tiền, không thể hạ thấp tiêu chuẩn cải tạo thôn cũ và xây dựng thôn mới. Đây là chuyện đầu tiên anh làm cho người dân trong làng, cấp bậc chỉ có thể cao không thể thấp. Lập tức nói với Trần Bảy Roi, anh Bảy, vậy quyết định như vậy. Trong thẻ của tôi có khoảng 500 vạn, anh cầm đi khởi công trước, tôi sẽ gom đủ số tiền dự chi trong vòng một tháng. Trần Bảy Roi liên tục xua tay, nói chuyện của tiên sinh chính là chuyện của tôi, chuyện tiền nong tiên sinh không cần phải lo. Nhà họ Trần tôi vẫn có chút của cải, để tôi bỏ ra số tiền này cho, coi như là tâm ý của tôi dành cho tiên sinh. Dương Bách Xuyên cười. Dừng tay nói, tâm ý của anh Bảy tôi nhận, nhưng anh đừng động tiền đó, tôi không thiếu số tiền đó. Hơn nữa đây là chuyện tôi muốn làm cho quê nhà và nhà của mình, để anh ra tiền sẽ thay đổi tâm ý của tôi, anh chỉ cần giúp tôi phụ trách cải tạo tốt thôn cũ mới là được.
vậy tôi nghe theo tiên sinh, chúng tôi cũng đi chuẩn bị cho chuyện khởi công đây. Nói xong, Trần Bảy Roi và hai nhà thiết kế định rời đi. Lại bị Dương Bách Xuyên giữ lại, nói, đừng vội, dù sao hôm nay là ngày dựng trại đóng quân, ngày mai mới chính thức khởi công. Bà nội của tôi đã chuẩn bị xong cơm rồi, các anh ở lại ăn rồi đi cũng không muộn, đừng bỏ phí tâm ý của bà tôi. Trong lòng của Trần Bảy Roi rất cảm động, liên tục gật đầu ngồi xuống. Ăn cơm xong, mấy người lại nói chuyện thêm một lúc, đến tận khi sắc trời sắp tối mới tan cuộc. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Trấn Quốc tổ chức tất cả người dân trong thôn tiến hành nghi thức khởi công. Tất nhiên, Dương Bách Xuyên làm người bỏ vốn phải có mặt ở hiện trường. Trong tiếng pháo nổ xúc miếng đất đầu tiên, toàn thể người dân trong thôn rất vui vẻ với việc xây dựng thôn mới, tỏ vẻ mạnh mẽ duy trì Dương Bách Xuyên. Nhà nào rảnh, không bận việc nhà nông sẽ có nghĩa vụ đi đến công trường hỗ trợ. Sau khi kết thúc, trên người của Dương Bách Xuyên đã bị cho bụi bao phủ, rời khỏi công trường, dạo tới dạo lui, cuối cùng đi đến hồ tiên nữ. Anh muốn rửa sạch cho bụi trên người. Muốn đến hồ, phải đi xuyên qua một rừng cây nhỏ, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên từ phía sau lưng anh. Trong lòng anh vô cùng vui vẻ, nhớ rõ hôm qua tắm rửa, Viên Kim Phượng có nói sẽ đến hồ tiên nữ tắm rửa cùng anh. Lần này anh không quay đầu lại, trong lòng vui sướng, tiếp tục đi lên phía trước. Tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển không nhanh không chậm đi theo anh. Sau khi đến hồ tiên nữ, Dương Bách Xuyên muốn cố ý dọa Viên Kim Phượng, đứng ở bên hồ, cười áo trên người xuống. Lúc này mới đưa lưng về phía sau cười hì hì, nói chị Kim Phượng, chị còn không lên tiếng, em sẽ cởi quần ra đó, ha ha ha. Vừa dứt lời, phía sau vang lên một tiếng cười, nhưng lại không phải của Viên Kim Phượng. Dương Bách Xuyên quay người lại, thấy được ở trên tảng đá lớn cao gần 3 mét, cách anh 8-9 mét, có một người phụ nữ trung niên đứng ở đó. Người này tầm 30 mấy tuổi, ăn mặc có chút quái dị, quần áo trên người toàn màu đen, trang điểm giống như dân tộc thiểu số. Diện mạo quyến rũ, hai quầng thâm mắt đen nhánh, trên môi bôi một lớp son dày, nhìn qua giống như vừa uống máu, cho anh một loại cảm giác u ám. Cô là ai? Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, hỏi một câu. Ha ha ha, không ngờ còn là một tên phong lưu, cơ bắp không tồi, em trai có thể gọi chị là chị La Sát. Nói xong, cô ta vươn lưỡi liếm môi, đột nhiên thả người nhảy xuống từ trên tảng đá cao 3 mét, vững vàng đứng trước mặt Dương Bách Xuyên. Cô là võ cổ giả. Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí huyết dày đặc từ trên người cô ta. Cầm quần áo lên mặc vào, anh không hy vọng dáng người mạnh mẽ của mình bị bà cô già này nhìn. Người phụ nữ tự xưng là La Sát. Nở nụ cười thẹn thùng nói, em trai nhỏ, cậu chính là Dương Bách Xuyên đúng không? Thật không dễ tìm được cậu. Muốn gì, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng đoán được mục đích cô ta đến đây, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Đây là quê nhà, không ngờ nữ võ cổ này có thể tìm được quê quán của anh, điều này làm cho đáy lòng của Dương Bách Xuyên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Từ khí huyết có thể thấy được có lẽ công lực của người phụ nữ này còn cao hơn cả minh kình, ám kình. Theo lời của Trần Thất Tiên, võ cổ giả cảnh giới ám kình rất ít, có lẽ trong 1.000 võ cổ giả minh kình mới ra được một ám kình, bước vào ám kình mới được coi là võ cổ giả chân chính, thực lực vô cùng to lớn khủng bố. Từ khí huyết của người phụ nữ trước mắt, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được, cô ta rất mạnh, nói về thực lực có lẽ tương đương với anh, hoặc mạnh hơn anh một chút. Chỉ nghe thấy người phụ nữ này cười ha ha, em trai nhỏ, nếu cậu biết chị đây là võ cổ giả. Cũng hiểu mục đích tôi tìm cậu đúng không? Cô muốn phương pháp luyện đan trên người tôi. Nói thật cho cô biết, trên người tôi không có phương thuốc đan tiểu bồi nguyên. Có người cố ý tung ra tin tức trên người tôi có đan tiểu bồi nguyên. Dương Bách Xuyên nhìn cô ta, nói. Mày cảm thấy tao sẽ tin lời mày nói. Bớt nói nhảm, giao phương pháp luyện đan ra đây, tao sẽ cho mày chết toàn thây. Nếu không đừng trách tao tàn nhẫn. Tao biết nhà mày còn có bà có nội và cô em gái như hoa như ngọc. Người phụ nữ La Sát cười ha ha, uy hiếp Dương Bách Xuyên. Tìm chết Dương Bách Xuyên giận dữ, bà nội và em gái chính là vảy ngược của anh. Người phụ nữ không biết sống chết này dám dùng bà nội và em gái uy hiếp anh, điều này đã xúc phạm đến vảy ngược của anh. Lập tức giận dữ hét lên, tung ra một quyền lao thẳng về phía người phụ nữ, vận chuyển chân khí toàn thân, dưới tay không chút lưu tình.
hừ, rác rưởi không biết sống chết. Người phụ nữ La Sát nhìn thấy Dương Bách Xuyên tấn công, hừ lạnh, hai tay bên hông vung lên. Ngay sau đó trong tay xuất hiện hai thanh loan đao dài một thước, chém về phía tay của Dương Bách Xuyên, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp. Dương Bách Xuyên không ngờ người phụ nữ kia lại mang theo đao trên người, trong lòng vô cùng hoảng sợ, muốn thu tay lại nhưng đã muộn. Lúc này, hy vọng duy nhất của vũ khí đối phương là mượn nhờ chân khí. Dương Bách Xuyên biết chân khí của tu chân giả và nội lực của cổ võ giả tuy đều là lực lượng nhưng về chất lượng lại khác biệt một trời một vực. Nếu như so sánh nội lực của cổ võ giả là hạng đồng hoặc bạc thì chân khí của tu chân giả chính là hạng kim cương, chênh lệch giữa hai bên không phải chỉ có chút xíu. Vì vậy Dương Bách Xuyên dám bọc kín cánh tay mình bằng chân khí, cứng rắn va chạm với song đao của nữ La Sát. Nếu như lần va chạm này thành công, chắc chắn Dương Bách Xuyên sẽ làm cô ta trọng thương. Đương nhiên, xét trên mức độ sức mạnh hai bên, Dương Bách Xuyên đoán cổ võ giả nữ La Sát này đang ở ám kình tầng 1 đỉnh phong. Mà bản thân Dương Bách Xuyên lại ở luyện khí kỳ tầng 2. Lực lượng trong cơ thể hai người giống như thùng nước đầy ắp, không thua kéo bao nhiêu, khác biệt duy nhất chính là chất lượng. Một người là quý tộc, một kẻ là bình dân. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên không né tránh mà trực tiếp liều mạng, nữ La Sát cười gằn, song đao nắm chặt trong tay bốc lên cuồng phong hung hăng chém xuống cánh tay của Dương Bách Xuyên. Có lẽ cô ta đã mơ đến cảnh tượng hai tay Dương Bách Xuyên bị chém đứt, không nhịn được thè lưỡi liếm môi. Keng! Một giây sau, sắc mặt nữ La Sát thay đổi, bởi vì ở trong mắt cô ta, hình ảnh song đao chém đứt cánh tay của Dương Bách Xuyên như trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại vang lên âm thanh kim loại va chạm, còn phụt ra tia lửa nhỏ. Cảnh tượng này làm nữ La Sát sợ hãi, trong lòng thầm kêu không ổn, muốn rút lui về phía sau. Thế nhưng sao Dương Bách Xuyên có thể cho cô ta cơ hội đó? Mặc kệ nguy hiểm có thể bị cô ta chém đứt tay, Dương Bách Xuyên cứng rắn chặn lại song đao của nữ La Sát. Quả nhiên, chân khí không làm anh thất vọng, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn cả tưởng tượng, thành công phòng ngự, hóa giải nhát chém của nữ La Sát. Cánh tay chỉ hơi tê tê mà thôi. So ra, một chút chết lặng không ảnh hưởng đến anh. Mắt thấy nữ La Sát muốn lùi về sau, Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, không cho cô ta cơ hội, tung một quyền đánh vào ngực cô ta, không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào. Đối với người phụ nữ ác độc dám dùng bà nội và em gái uy hiếp mình, lòng anh đã nổi lên sát khí. Anh cảm nhận sát khí dày đặc ẩn giấu trong máu người phụ nữ là biết rõ tay cô ta từng dính không ít máu, không phải người tốt lành gì. Giết cô ta, trong lòng Dương Bách Xuyên không hề có áp lực. Đối với quy tắc trong giới cổ võ giả, anh từng nghe Trần Bảy Roi nói qua một chút. Vẫn là nguyên tắc kẻ mạnh làm vua, mạnh được yếu thua như cũ, có đôi khi giết người là chuyện thường xảy ra. Từ khi bắt đầu tu chân đến nay, Dương Bách Xuyên chưa từng giết người hay nói cách khác là chưa có suy nghĩ giết ai. Nhưng hôm nay, tại vùng dã ngoại hoang vu này, anh muốn giết người. Dầm! A! À. Một quyền đánh vào ngực nữ La Sát, phát ra một tiếng vang nặng nề, cô ta phun máu kêu thảm thiết bay ra ngoài. Nữ La Sát rơi xuống đất cách năm mắt, miệng hộc máu tươi, trong lòng cuồn cuộn như sấm sét nổ vang, không thể bình tĩnh nổi. Cô ta lấy được tin tức, Dương Bách Xuyên có đan phương điều chế bồi nguyên đan chỉ là võ giả minh kình mà thôi. Không nghĩ tới anh lại mạnh như thế này. Đao kiếm không chém được cơ thể anh, chuyện này không kỳ lạ à? Chẳng lẽ đối phương tu luyện mấy loại võ công như kim trung cháo, thiết bố sam? Nghĩ đến kim trung cháo, thiết bố sam, nữ La Sát liền nghĩ đến thế lực cổ võ giả to lớn nào đó, trong lòng càng thêm sợ hãi. Chẳng qua nữ La Sát cô ta có thể đi ngang Tây Vực, tên tuổi nữ La Sát vang danh khắp nơi, tự nhiên có tâm tư mưu mô, độc ác gian xảo. Lúc này Dương Bách Xuyên đã lại gần, trên mặt nữ La Sát hiện lên vẻ kinh hoàng, chậm rãi lùi về phía sau, miệng thì nói, em trai nhỏ, hôm nay chị gái nhận thua, có thể tha cho chị gái này một mạng không? Sau này nữ La Sát tôi nợ cậu một ân tình. Dương Bách Xuyên cười khẩy, hiện tại mới cầu xin tha thứ có phải đã quá muộn rồi không, hay là cô đang sỉ nhục trí thông minh của tôi? Nếu lúc trước đã tới tìm tôi thì nên chuẩn bị thừa nhận hậu quả nếu thất bại từ trước, dám uy hiếp người thân của tôi, hôm nay tôi phải giết cô, chịu chết đi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên tung người nhảy lên,
vỗ xuống đỉnh đầu nữ La Sát. Lúc này anh vẫn chưa phát hiện, tuy trên mặt nữ La Sát đầy hoảng sợ nhưng hai tròng mắt lại lộ ra vẻ âm tàn xảo trá, giấu một tay sau lưng. Giây phút Dương Bách Xuyên ra tay, tay giấu sau lưng của nữ La Sát bỗng vung về phía anh, sương mù dày đặc màu đỏ ngay lập tức che kín tầm mắt. Dương Bách Xuyên rên khẽ, dừng tay, nước mắt chảy xuống ào ào, tầm nhìn mơ hồ, trong chốc lát không thể nhìn rõ. Bên tai vang lên tiếng cười lớn điên cuồng của nữ La Sát. Ha ha ha, em trai nhỏ, không thể không nói võ công của mày không tệ, đã luyện thành công phu thiết bố Sam đúng không, mày có quan hệ gì với nhà nông Thiểm Bắc? Nói thử xem nào, nếu mày có quan hệ với đối phương, vẫn câu nói kia, tao có thể cho mày toàn thây. Khặc khặc, chỉ là gà mờ chưa đủ lông đủ cánh, trong nhà không ai dạy mày giang hồ hiểm ác hả? Chúng hồng vụ tán của tao, hiện tại mày đã mù lòa, trở thành thịt cá trên tay tao rồi. Mau giao cách luyện chế bồi nguyên đan ra đây, nếu không tao sẽ không nhẹ tay với mày nữa đâu. Nữ La Sát vô cùng đắc ý, cô ta không ngờ Dương Bách Xuyên chỉ là tay mơ không có kinh nghiệm, một kích hồng vụ tán đã khiến đối phương biến thành mù lòa. Nghe nữ La Sát nói xong, trong lòng Dương Bách Xuyên vừa sợ vừa giận, đúng là anh không có kinh nghiệm giang hồ, tuy vừa nãy thấy nữ La Sát giấu một tay sau lưng nhưng không suy nghĩ nhiều, lần này ăn thiệt thòi rồi. Hẳn hồng vụ tán trong miệng nữ La Sát là phấn độc chuyên dùng để đối phó với mắt, anh thử dùng chân khí đi hóa giải, có tác dụng nhưng tốc độ rất chậm. Đoán chừng muốn giải độc hoàn toàn cần 3, 4 tiếng mới có thể hoàn thành. Dương Bách Xuyên biết bản thân đã xem thường anh hùng trong thiên hạ, một nữ La Sát đã làm anh mù lòa, đúng là mất mặt. Chẳng qua Dương Bách Xuyên cũng không hoảng sợ, là tu chân giả, cảm giác của anh chính là ưu thế, không có cổ võ giả nào biết chuyện này. Anh không sợ đối chiến với cổ võ giả. Nghe lời này của nữ La Sát, Dương Bách Xuyên dứt khoát tương kế tựu kế, duỗi hai tay ra sờ loạn bốn phía, sắm vai một kẻ mù lòa, trên mặt còn giả vờ tức giận mắng chửi, cô sử dụng hạ thủ đoạn hèn như thế không sợ người trên giang hồ cười nhạo à. Ha ha ha, nữ La Sát tao có thể ngang dọc Tây Vực, nếu nói đạo lý đã bị người ta chém thành muôn mảnh từ lâu rồi, có thể sống đến bây giờ ư. Em trai nhỏ, chỉ có thể nói mày quá gà. Nếu không nghe lời thì đừng trách chị đây vô tình. Nói xong, nữ La Sát thu lại hơi thở, nhẹ nhàng tiến lại gần Dương Bách Xuyên. Cô ta ỷ vào Dương Bách Xuyên bị mù tạm thời không nhìn thấy gì, chuẩn bị đánh Dương Bách Xuyên một kích trọng thương, sau đó lục soát cách điều chế bồi nguyên đan từ trên người anh. Nữ La Sát thuận lợi vòng ra sau Dương Bách Xuyên, giơ dao găm trong tay lên, chuẩn bị đâm vào tim anh. Mà hiện tại Dương Bách Xuyên cũng đang cười khẩy trong lòng. Trong cảm nhận của anh, tất cả hành động của nữ La Sát đều nằm trong lòng bàn tay, tuy ánh mắt không nhìn thấy nhưng cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đường đường là tu chân giả, nếu như bị một người thường hơi mạnh một chút ám toán, vậy anh có thể đâm đầu vào đậu hũ tự sát. Tình hình hiện tại là ưu thế đặc biệt của tu chân giả, khả năng nhận biết bằng tai, cảm giác nhạy bén của cơ thể, vân vân, Dương Bách Xuyên đều tu luyện đến mức cao nhất, nhắm mắt lại càng khiến mạch suy nghĩ của anh rõ nét. Anh giả vờ như không thấy, quay lưng về phía nữ La Sát, nhưng thật ra hai tay anh rót đầu chân khí, chờ đợi cho cô ta một kích chí mạng. Hơn nữa lúc này Dương Bách Xuyên không định chỉ dùng chân khí đối phó nữ La Sát, anh lén chuẩn bị dùng chân nguyên ly hỏa đốt cô ta. Chân nguyên ly hỏa cường đại, dính vào người cô ta thôi cũng đừng nghĩ tiếp tục sống sót. Ngay lúc nữ La Sát giơ dao chuẩn bị xuống ta, Dương Bách Xuyên đột nhiên xoay người. Duỗi hai tay thét lên, chân nguyên ly hỏa. Hai ngọn lửa màu đỏ xen lẫn màu xanh nhạt lập tức nổi lên trong lòng bàn tay anh, vứt lên người nữ La Sát, đồng thời anh cũng lùi về phía sau, tránh thoát một dao đâm tới của cô ta. A a a a a a. Trong tai truyền đến tiếng gào thét thảm thiết của nữ La Sát. Tuy Dương Bách Xuyên không nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng được cô ta bị chân nguyên ly hỏa đốt cháy thê thảm. Không đến nửa phút, bên tai không còn tiếng la hét của nữ La Sát nữa, trong không khí chỉ còn lại mùi thịt cháy khét. Đến tận đây, Dương Bách Xuyên lợi dụng ưu thế tu chân giả, chém giết cổ võ giả thứ nhất, còn là một người phụ nữ. Anh thở dài một tiếng, lẩm bẩm, đừng trách tôi, cô không nên dùng bà nội và em gái tới uy hiếp tôi, bọn họ là mạng sống của tôi. Dứt lời, anh ngồi xếp bằng, bắt đầu vận dụng chân khí hóa giải độc của hồng vụ tán trong hai mắt. Sau một lúc lâu,
Dương Bách Xuyên mở hai mắt ra, cuối cùng cũng lại được nhìn thấy ánh sáng. Lúc này sắc trời đã chiều tà, anh tính toán thời gian, mất hơn 3 giờ mới có thể hóa giải hoàn toàn xương đỏ của nữ la sát. Trong lòng càng nghĩ càng sợ, may mắn khói độc chỉ nhằm vào đôi mắt, nếu là khí độc có hại cho cơ thể, có lẽ hôm nay anh sẽ chết. M thầm cảnh cáo bản thân, ngã một lần khôn một lần, về sau khi đối mặt với võ cổ giả, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, nếu không sẽ bị lật thuyền trong mương. Nếu lần giết nữ la sát này, anh không phải là người tu chân, thật sự sẽ gặp phải mối nguy hiểm lớn. Sau khi đứng dậy, nhìn thấy đống tro tàn trên mặt đất, Dương Bách Xuyên biết nữ la sát đã bị đốt thành tro. Minh chứng duy nhất chứng minh nữ la sát từng xuất hiện chỉ có hai thanh đao dài một thước. Suy nghĩ một lúc, Dương Bách Xuyên giơ chân đá hai thanh đao xuống hồ tiên nữ, nếu muốn hủy thi diệt tích, vậy phải làm hoàn toàn triệt để. Anh cũng không ham hai thanh đao của nữ la sát để rước họa vào thân. Dầm sau hai tiếng vang, hai thanh đao đã chìm xuống đáy hồ tiên nữ. Nếu không phải trong không khí còn tản ra mùi thịt nướng, thật sự không thể tưởng được, từng có một nữ la sát võ cổ giả bị Dương Bách Xuyên dùng chân nguyên ly hỏa đốt sạch không còn dấu vết. Sau khi tu luyện được chân nguyên ly hỏa, Dương Bách Xuyên đã biết nó là một vũ khí sắc bén để hủy thi diệt tích. Hôm nay thật sự đã thể hiện công dụng của nó, hơn nữa hiệu quả cực kỳ tốt. Ngửi mùi thịt nướng trong không khí, bụng của Dương Bách Xuyên bắt đầu quặn đau. Sau đó, anh ngồi xổm xuống mặt đất nôn mửa. Dù sao cũng là con người, còn là một nữ võ cổ giả, không phải tùy tiện giết một con vật. Trong lòng anh vẫn còn có một chút không thích ứng. Mặc dù nữ la sát muốn giết anh trước, còn lấy bà nội và em gái ra uy hiếp anh. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên giết chết cô ta, trong lòng vẫn còn một chút chướng ngại, đặc biệt sau khi ngửi thấy mùi thịt nướng lan tràn trong không khí, vừa suy nghĩ đã không nhịn được nôn ra. Đúng lúc này, phía xa lại truyền đến tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, là bước chân của phụ nữ. Dương Bách Xuyên căng thẳng trong lòng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Anh cho rằng lại có một võ cổ tìm đến. Nhưng tiếp theo lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì người xuất hiện trong tầm mắt không phải người khác, chính là Viên Kim Phượng. Sau đó Dương Bách Xuyên ngồi xổm xuống đất tiếp tục nôn. Từ đằng xa Viên Kim Phượng cũng thấy được Dương Bách Xuyên đang ngồi xổm cạnh hồ nước nôn mửa, còn tưởng rằng anh bị bệnh hoặc xảy ra chuyện gì đó, bước nhanh đi đến. Hôm qua sau khi Dương Bách Xuyên hẹn cô đi đến hồ tiên nữ cùng tắm rửa, trong lòng Viên Kim Phượng vô cùng hoảng loạn. Cả ngày hôm nay cô đã thuyết phục bản thân không cần để ý đi đến đó, Dương Bách Xuyên chỉ đang nói đùa trêu chọc cô. Nhưng càng nghĩ như vậy, trong lòng cô càng thêm hoảng loạn. Dù ở nhà nhưng trong người lại vô cùng bức bối, nên cô quyết định đi ra ngoài giải tỏa. Đi trên đường, ma xui quỷ khiến đi đến nhà của Dương Bách Xuyên, nhưng Dương San San nói Dương Bách Xuyên đã đi đến công trường ở phía nam sườn núi từ sáng sớm. Tham gia nghi thức khởi công chưa về. Nói vài câu với Dương San San, sau đó Viên Kim Phượng lại đi đến công trường. Cũng không nhìn thấy bóng hình của Dương Bách Xuyên. Càng không nhìn thấy anh, trong lòng càng bực bội. Cô quyết định đi đến hồ tiên nữ, trong lòng nghĩ, mình chỉ đi xem, nếu cậu ấy đang tắm rửa ở hồ tiên nữ mình không xuống tắm là được, nếu không ở thì mình xuống tắm luôn. Sau đó Viên Kim Phượng mang theo mâu thuẫn đi đến hồ tiên nữ. Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên từ phía xa, trong lòng cô đột nhiên bình tĩnh lại, một loại cảm giác an toàn trào dâng lên. Nói thầm ở trong lòng, không lẽ mình thật sự đã thích người em trai này? Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Viên Kim Phượng đỏ bừng giống như phát sốt. Khi cô nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa, trong lòng kinh sợ, vội vàng chạy đến. Nhóc Xuyên, cậu không sao chứ? Đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên. Viên Kim Phượng quan tâm hỏi. Tất nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói anh vừa đánh một trận với một võ cổ giả, đốt đối phương thành tro, sau khi ngửi thấy mùi thịt nướng trong không khí, không nhịn được nôn ra. Hơi mỉm cười, nói, vừa rồi em liếc mắt nhìn mặt nước, phát hiện mình lớn lên quá đẹp trai, bị vẻ đẹp trai của chính mình làm cho nôn ra. Ha ha, Viên Kim Phượng bị anh chọc cười, dùng bàn tay trắng như phấn đánh anh một cái, nói vớ vẩn. Nói chuyện đàng hoàng chút. Được rồi, chị Kim Phượng, lần này em sẽ nói thật với chị.
Em mắc bệnh lạ hay nôn mửa, có lẽ ngày mai phải trở về cố đô một chuyến. Dương Bách Xuyên lau miệng, nói. Viên Kim Phượng nghe anh nói vậy, đầu tiên là kinh sợ, sau đó là mất mát. Mất mát là do sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói ngày mai anh sẽ rời đi trở về cố đô, cảm xúc đột nhiên trầm xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Bách Xuyên, nói cậu thật sự phải đi. Dương Bách Xuyên cười ha ha, nói, sao vậy? Chị luyến tiếc em đi. Nếu không đi cùng em đi, em dẫn chị đi đến cố đô chơi mấy ngày. Dương Bách Xuyên sắp phải chuẩn bị rời đi, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của nữ La Sát ngày hôm nay, làm cho anh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm này không phải là lo lắng cho bản thân, anh lo lắng cho bà nội và em gái. Anh biết mục tiêu của võ cổ giả là anh ở lại trong thôn sẽ tai họa đến người vô tội. Còn không bằng rời đi, kéo mục tiêu của võ cổ giả lên người mình, còn bà nội và em gái, có Trần Bảy Roi ở bên cạnh, có lẽ không nguy hiểm mất. Hoặc khi rời đi anh sẽ dẫn theo cả em gái. Chỉ cần anh rời khỏi, những võ cổ giả đó cũng sẽ đi theo. Bởi vì thứ bọn họ muốn chính là phương pháp luyện đan của đan tiểu bối nguyên, đó mới là trọng điểm. Hôm nay có một nữ La Sát đến, ngày mai sẽ có bao nhiêu người đến. Vì vậy Dương Bách Xuyên không dám tiếp tục ở lại. Quyết định ngày mai sẽ rời đi, nửa thật nửa giả nói cho Viên Kim Phượng. Cậu, tôi, tạm thời tôi muốn ở bên cạnh mẹ tôi, đợi sau khi bà ấy hoàn toàn phục hồi tôi sẽ đến cố đô thăm cậu. Viên Kim Phượng mỉm cười nói. Được, chị không thể lừa dối em, đừng quên chị đã đồng ý phải làm hầu gái ấm chăn cho em ha ha. Cũng không biết vì sao mỗi lần ở bên cạnh nói chuyện với Viên Kim Phượng, anh sẽ không kìm được lòng nói đùa, trêu ghẹo cô. Hừ, ai đồng ý làm ấm chăn cho cậu, tôi chỉ đồng ý bưng trà rót nước cho cậu thôi. Viên Kim Phượng đỏ mặt liếc nhìn Dương Bách Xuyên. Ha ha, chị Kim Phượng, ở cổ đại hầu gái thường dùng để làm ấm chăn. Lại nói vớ vẩn, có tin tôi đánh cậu không? Không tin, chị luyến tiếc đánh em thì có. Cậu còn nói, coi đây, vừa nói chuyện Viên Kim Phượng vừa giơ bàn tay trắng như phấn đánh về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười ha ha dùng một tay nắm lấy tay cô. Lần này dưới chân của Viên Kim Phượng không đứng vững, thân thể mất đà, ngã xuống. Vị trí của hai người ở bên cạnh hồ nước, có một ít bùn ẩm ướt ở ven hồ. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Viên Kim Phượng không đứng vững, vội vàng duỗi tay đỡ cô. Sau đó dưới chân của anh cũng dẫm phải bùn, mất đà trượt ngã. Lần này cả hai người cùng mất cân bằng, ôm nhau rơi vào hồ nước. A! Viên Kim Phượng sợ hãi kêu lên, lại bị Dương Bách Xuyên đỡ đứng trên mặt nước. Cả hai người quấn quýt dán sát vào nhau, động tác vô cùng mờ ám. Dương Bách Xuyên nhìn thân thể ướt đẫm của Viên Kim Phượng, giọt nước phác họa ra đường cong mềm mại của cô, làm cho cổ họng của Dương Bách Xuyên khô khốc. Hai người nhìn nhau, gần sát trong gang tấc. Dương Bách Xuyên xúc động, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Khuôn mặt đỏ bừng của Viên Kim Phượng bị lửa nóng của Dương Bách Xuyên đánh bại phòng tuyến, nhỏ giọng ừ một tiếng, đầu óc trống rỗng. Cô cùng đáp lại sự điên cuồng của Dương Bách Xuyên. Trong vô thức, cả hai người quấn quýt nhau trong hồ tiên nữ xanh biếc trong ngần, hòa thành đôi uyên ương nước. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy hai thân thể tuyết trắng đang dán sát vuốt ve nhau. Hồ tiên nữ yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dốc, gào giống và tiếng kêu rên thẹn thùng. Sau khi màn đêm buông xuống, trên bờ của hồ tiên nữ, Dương Bách Xuyên đốt một đống lửa, Viên Kim Phượng dựa vào vai anh, sắc mặt ửng đỏ nhẹ giọng nói, không biết chị có làm hại đến em hay không. Đừng suy nghĩ lung tung, trên đời này sát tinh có thể khắc chết em còn chưa ra đời, cho dù chị là khắc tinh thật sự thì sao chứ? Em vẫn cứ thích chị, xem ông trời làm gì được em. Dương Bách Xuyên hôn lên mặt cô một cái. Em hứa với chị, đừng nói chuyện của chúng ta ra, được không? Cuộc đời này, có thể làm một người phụ nữ đứng sau lưng em thôi cũng đã đủ rồi. Viên Kim Phượng nhìn Dương Bách Xuyên, trịnh trọng nói. Dương Bách Xuyên hơi ngây người. Nhưng ngay lập tức hiểu ra ý của cô sợ người khác nói xấu, đồn đãi vớ vẩn về anh, chị Kim Phượng, em không để ý. Còn chưa nói xong, anh đã bị Viên Kim Phượng che miệng lại, hứa với chị, nếu không cả đời này chị sẽ không gặp mặt em. À, được rồi, em hứa với chị. Trong lòng của Dương Bách Xuyên rất cảm động. Hôm đó Dương Bách Xuyên về đến nhà đã hơn nửa đêm,
anh sấy quần áo, lúc nãy dây dưa với Viên Kim Phượng quá lâu. Anh nhẹ chân nhẹ tay về phòng, ngồi trên giường bắt đầu tu luyện Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, hôm nay va chạm với cổ võ giả nữ La Sát khiến anh cảm nhận được tầm quan trọng của việc tăng tu vi. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể đứng thẳng, mới có thể bảo vệ người nhà tốt hơn. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, sau khi ăn sáng xong, Dương Bách Xuyên đi tìm Trần Bảy Roi, trước khi đi, anh nhất định phải dặn dò xong mọi chuyện với đối phương. Từ xa, Trần Bảy Roi đã thấy Dương Bách Xuyên vội vàng chạy tới. Anh Bảy, anh đi theo tôi có mấy lời muốn nói. Được. Hai người đi một đoạn, tới một góc hẻo lánh nơi bờ sông, Dương Bách Xuyên đột nhiên đánh một chưởng về phía Trần Bảy Roi. Trần Bảy Roi không ngờ Dương Bách Xuyên lại bất ngờ ra tay với mình, hắn sợ hãi kêu lên, theo bản năng giơ tay cứng rắn đỡ một quyền của Dương Bách Xuyên. Dầm. Sau một chưởng, Dương Bách Xuyên đứng nguyên tại chỗ không chút sức mẻ, thu tay lại, chắp ra sau lưng. Mà Trần Bảy Roi lại lùi về sau ba bước. Tiên sinh, Trần Bảy Roi khó hiểu, không nghĩ ra tại sao Dương Bách Xuyên lại ra tay với mình. Dương Bách Xuyên cười nói, anh Bảy đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn xem thử võ nghệ của anh thế nào rồi thôi. Hiện tại xem ra đã bước vào ám kình rồi nhỉ, không tệ, thực lực gần bằng cổ võ giả tôi đụng phải tối hôm qua, cộng thêm tiên pháp của nhà họ Trần đủ để chống lại võ giả ám kình rồi. Trong lòng Trần Bảy Roi hơi thả lỏng, sau đó lại căng thẳng. Hắn yên tâm là vì Dương Bách Xuyên nói chỉ muốn thử xem võ nghệ của mình đến đâu, lo lắng vì cổ võ giả đối phương nhắc tới. Chỉ trong nháy mắt, Trần Bảy Roi đã đoán ra giới cổ võ nhắm vào Dương Bách Xuyên vì tin đồn cách điều chế bồi nguyên đan, có lẽ đã có người tìm tới tiên sinh. Tiên sinh, ngài đụng phải cổ võ giả à? Trần Bảy Roi hỏi. Dương Bách Xuyên gật đầu, hắn lập tức kể lại chuyện gặp phải nữ La Sát tối hôm qua cho Trần Bảy Roi. Tiên sinh, có phải đối phương sử dụng một cặp song đao dài 1 mét không? Trần Bảy Roi hỏi tiếp. Không sai, đúng là cô ta dùng song đao. Dương Bách Xuyên nói. Trần Bảy Roi nhìn Dương Bách Xuyên, vậy thì không sai, nữ La Sát Tây Vực nổi danh là người tiếng xấu đồn xa trong giới cổ võ, cô ta còn có một người anh trai tự xưng là Tu La, sử dụng song kiếm. Hai người bọn họ đều không có tiếng tăm tốt ở giới cổ võ, vẫn luôn hành động một mình, giết người như ngoé, không phải thứ tốt lành gì, cặp anh em này cũng không phải người Hán mà là người cổ hồi. Không biết tiên sinh đã xử lý nữ La Sát thế nào? Giết rồi, Dương Bách Xuyên không giấu giếm, từ tốn nói với Trần Bảy Roi. À, giết rất tốt, trừ hại vì dân, tiên sinh có chỗ không biết, nghe đồn nữ La Sát kia tu luyện tà công, uống máu tươi của trẻ con, đúng là tà ma. Trần Bảy Roi không hề để ý chuyện Dương Bách Xuyên giết người, còn khen giết rất tốt. Nói xong, hắn còn dặn Dương Bách Xuyên, có điều sau này tiên sinh phải cẩn thận Tu La, anh trai nữ La Sát. Nghe nói thực lực của đối phương mạnh hơn nữ La Sát rất nhiều, tiên sinh giết em gái của hắn ta sẽ tìm tới ngài đấy. Dương Bách Xuyên không cho là đúng, đối với cổ võ giả, chỉ cần tìm hắn, tới một tên thì giết một tên, đến một cặp thì giết cả cặp. Anh Bảy, chiều nay tôi sẽ rời đi, gian hàng trong nhà nhờ cậy anh, tôi ở lại thôn sẽ mang lại tai họa cho bà con nên không tiện ở lâu. Bà nội sẽ không đi theo tôi, kể từ bây giờ anh cứ ở lại nhà tôi. Thuận tiện chăm sóc bà nội tôi, anh thấy thế nào? Tiên sinh cứ yên tâm, có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng tổn thương bà cụ, tiên sinh rời đi là lựa chọn rất đúng đắn. Giới cổ võ đang nhắm vào cách luyện chế bồi nguyên đan trong tay ngài, cổ võ giả không biết rõ thật hư sẽ không ngừng kiếm chuyện với tiên sinh. Ngoài ra, tôi đề nghị tiên sinh thế này, sau này cứ gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Có như thế, tiếng tăm của tiên sinh mới vang xa. Đám trộm cắp ngoài kia mới không dám trêu chọc tiên sinh, nếu không sẽ liên tục xảy ra rắc rối như trước. Mức độ thu hút của bồi nguyên đan đối với cổ võ giả quá lớn, bọn họ tình nguyện bất chấp nguy hiểm cũng muốn tìm tiên sinh. Về phần trong nhà, chỉ cần không phải những hạng người không từ thủ đoạn, dưới tình huống bình thường, cổ võ giả vẫn xem trọng đạo nghĩa giang hồ, bọn họ sẽ không gây họa vô tội, chỉ biết khiêu chiến tiên sinh thôi. Trần Bảy Roi chân thành nói một chút quy tắc của giới cổ võ cho Dương Bách Xuyên. Hai người nói chuyện một hồi Dương Bách Xuyên mới đi, anh về nhà bàn bạc chuyện rời đi với bà nội. Tất nhiên lý do là công việc bận rộn. Lần này bà nội rất thấu tình đạt lý,
kêu Dương Bách Xuyên không cần lo lắng cho mình, còn bảo anh dẫn Dương San San đi cùng. Thế nhưng Dương San San lại không chịu, cô bé nói còn khoảng một tháng nữa là tựu trường, cô bé muốn ở nhà với bà nội, đến lúc đó lên thành phố vào đại học. Dương Bách Xuyên cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu hai người bọn họ đều đi hết, bà nội sẽ không quen, cuối cùng anh nói tới khai giảng sẽ về đón cô bé. Sắp đi rồi mà vẫn không thấy tăm hơi con chồn đâu, đã ba ngày trôi qua, nó vẫn chưa hề quay về. Dương Bách Xuyên chuẩn bị lên núi đi tìm, sư phụ từng nói huyết mạch của con chồn này rất cao, rất có thể ngày sau sẽ tiến hóa thành linh thú rất cường đại, đúng là không thể từ bỏ nó. Nơi con chồn có thể đi chỉ có ngọn núi phía sau thôn. Sau khi lên núi, đập vào mắt là rừng rậm nguyên thủy mênh mông bát ngát, mùa này đúng là thời điểm các loại quả dại sinh trưởng phong phú. Đối với con chồn hương hương tham ăn, ngọn núi sau thôn chính là thiên đường. Có người dân nói từng nhìn thấy bóng dáng của nó mấy hôm trước, Dương Bách Xuyên đã biết phương hướng, đến lúc đó hắn chỉ cần huýt sáo, con chồn nghe thấy sẽ trở về. Ngọn núi phía sau thôn tên là Thông Lâm, đi dọc theo sườn núi lên phía trên sẽ gặp được rừng rậm nguyên thủy lớn nhất vùng này, thế nên nơi này mới có tên gọi đó. Nửa tiếng đồng hồ sau, Dương Bách Xuyên leo lên núi Thông Lâm, đi tới biên giới rừng rậm nguyên thủy. Theo lời nói của người dân từng nhìn thấy con chồn, Dương Bách Xuyên bước vào trong rừng rậm nguyên thủy. Trên đường đi, hắn dùng chân khí huýt sáo, tiếng huýt có thể truyền đi rất xa. Nếu như con chồn nghe thấy sẽ đáp lại hoặc trực tiếp chạy tới. Đi hơn nửa giờ, huýt sáo cũng hơn nửa tiếng, vẫn không nghe thấy con chồn hương hương đáp lại, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi bực bội. Nếu không phải thấy con chồn là linh thú được sư phụ khen ngợi, anh mới không có ý định đi tìm. Dương Bách Xuyên thở dài, tiếp tục tiến lên phía trước, đi thêm nửa tiếng, anh lại huýt sáo. Lúc này trong tai bỗng nhiên nhận được tiếng đáp lại. Chi chi. Tuy âm thanh cách xa chừng 400-500 mét nhưng Dương Bách Xuyên vẫn nghe rõ là tiếng của con chồn hương hương. Ngay lập tức, anh vừa huýt sáo vừa đi qua. Mà con chồn cũng đáp lại anh. Âm thanh từ từ đến gần. Mấy phút đồng hồ sau, một bóng mờ vàng kim óng ánh bay xuống từ trên ngọn cây, rớt thẳng lên người Dương Bách Xuyên. Chi chi. Đúng là con chồn hương hương, nó đang nhảy nhót trong lòng Dương Bách Xuyên. Quỷ nhỏ, đi chơi không biết đường về luôn đúng không? Dương Bách Xuyên mắng. Anh cúi đầu xuống, phát hiện lông trên người con chồn bị cái gì cưỡng ép nhổ ra, hiện tại bộ lông màu vàng óng rất khó coi. Dương Bách Xuyên hướng mày, nói, có phải mày lại đánh nhau với dã thú không? Nhìn vết thương trên người nó, anh vừa trách mắng vừa thấy đau lòng, lông vàng trên người nó rụng rất nhiều. Chi chi chi. Nghe thấy Dương Bách Xuyên mắng mình, con chồn kêu lên đầy tủi thân, dường như muốn nói nó bị người ức hiếp. Ở chung với con chồn này đã lâu, Dương Bách Xuyên có thể hiểu được nó muốn biểu đạt ý gì, vết thương trên người mày là do dã thú gây ra. Chi chi con chồn nhảy xuống khỏi người Dương Bách Xuyên, vung vẩy hai cái móng vuốt nhỏ, miêu tả một phen, thế nhưng anh hoàn toàn không hiểu, lắc đầu nói, được rồi, tao biết ngay mà, mày muốn tao báo thù cho mày đúng không? Chi chi con chồn liên tục gật đầu, sau đó bày ra dáng vẻ chảy nước miếng với Dương Bách Xuyên. Anh bị hành động của nó chọc cười, mắng, ý mày là tao báo thù cho mày rồi ăn ngon. Chi chi con chồn tiếp tục gật đầu, lôi kéo quần Dương Bách Xuyên. Tỏ ý đi theo nó. Biết ngay mày là đồ tham ăn mà, vì ăn, lông trên người bị người ta nhổ sạch vẫn muốn ăn. Mà thôi, dẫn đường đi, tạo đi xả giận cho mày. Chi chi, con chồn vui sướng kêu hai tiếng, lúc này mới chịu lên trước dẫn đường. Dương Bách Xuyên đi theo nó, ngoằn ngà ngoằn ngoèo mấy vòng, đi gần một tiếng đồng hồ mới tới một khe núi nằm sâu bên trong rừng rậm nguyên thủy. Hơn nữa Dương Bách Xuyên theo con chồn leo xuống một vách núi cao gần 100 mét mới phát hiện ra nơi này. Nếu anh không phải là tu chân giả, trên người có tu vi mà là người bình thường thì đúng không thể đi xuống hẻm núi này. Hẻm núi rất yên tĩnh, thảo mộc phát triển tươi tốt, hoa dại mọc lên tùm, quan trọng nhất là Dương Bách Xuyên phát hiện linh khí ở nơi này nhiều gấp đôi bên ngoài, vô cùng nồng đậm. Một lát sau, con chồn bỗng nhiên kêu lớn. Dương Bách Xuyên đi qua. Cách đó không xa xuất hiện một hang núi, một cơn gió nhẹ thổi qua, trong không khí tản ra hương rượu mê người. Mùi rượu thơm bay ra từ trong hang núi.
Dương Bách Xuyên không quá si mê rượu, thế nhưng hiện tại ngửi được mùi rượu trong không khí, anh vẫn không nhịn được chép miệng một cái, quá thơm. Con trồn kêu chi chi với hang núi, cua móng vuốt nhỏ, ánh mắt có vẻ kiêng kỵ, dường như trong hang núi có sự tồn tại khiến nó phải dè chừng. Dương Bách Xuyên hỏi, Hương Hương, ý của mày là kẻ đánh mày đang ở trong này. Chi chi con trồn gật đầu, tỏ vẻ chính xác. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ của nó, trong lòng cũng hơi đề phòng. Lúc trước anh đã từng nhìn thấy bản lĩnh của nó, đừng nhìn vẻ ngoài nó giống mèo con, thế nhưng nó dám khiêu chiến mãng xà dài hơn 10 mét trong núi ở thôn Dược Vương đấy, hơn nữa còn không rơi xuống thế yếu. Nhưng bây giờ, lông con trồn gần như bị nhổ sạch, cơ thể trụi lủi nhiều chỗ, nhìn rất khó coi. Điều này nói rõ, con trồn đụng độ với đối thủ không phải hạng xoàng. Hơn nữa đối phương còn đang ở trong hang động này. Chẳng lẽ là con người? Nếu không tại sao lại có mùi rượu bay ra từ bên trong, chỉ có con người mới ủ rượu thôi nhỉ? Động vật cũng không có bản lĩnh ủ rượu đâu. Chẳng qua nhìn dấu vết nhổ lông trên cơ thể con trồn, không giống người làm. Nếu đối phương là người thì không đơn giản chỉ nhổ lông như vậy thôi. Hay là có người sống trong hang động này, nuôi động vật nào đó bứt lông con trồn? Dương Bách Xuyên nghĩ ngợi trong lòng, nhấc chân đi tới 30 mét bên ngoài hang núi. Toàn bộ khe núi đều mang lại cho Dương Bách Xuyên cảm giác như thế ngoại đào nguyên, hơn nữa sương mù vần quanh càng làm khung cảnh thêm tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, trong khe núi còn nồng đậm linh khí, đúng là vùng đất phong thủy tốt. Nếu không có con trồn dẫn đường, có lẽ sẽ không ai phát hiện ra hẻm núi này. Có ai nghĩ tới? Muốn đi vào nơi này cần leo xuống vách đá dựng thẳng cao 80-90 mét chứ. Núi ở thôn này là nơi giao nhau giữa dãy Tần Lĩnh và dãy Côn Luân, có thể xuất hiện khe núi nồng đậm linh khí như này, Dương Bách Xuyên không quá ngạc nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.